Micro. Chào hai, chào cả nhà. Dạ. Xin mời Hoàng Hải. Dạ, chào thầy và chào cả nhà. Con rất là biết ơn thầy đã gọi tên con. Biết ơn nhân mặt của con là mẹ con là Cao Hải Yến, đã ra làm mentor 4 viết. Và biết ơn mọi người sẽ lắng nghe con. Thì không biết là thầy có nghe rõ tiếng con không ạ? Nghe được không? Dạ. Thì là con xin phép được chia sẻ về bài học tính bắt buộc ra của ngày hôm qua của con là đã học. Đó chính là hôm qua chúng ta đã tiếp tục về học phần của cấu trúc con người là một trong những hệ quy chiếu trong ba hệ quy chiếu. Thì là hôm qua đã tiếp tục là giải mã thêm cho mọi người cấu trúc con người có nghĩa là như thế nào một cách rõ ràng hơn. Thì thầy cũng đã có nói là tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Người do tham và tưởng về tài, tham và tưởng về sắc, tham và tưởng về danh, tham và tưởng về thực, tham và tưởng về thùy, quyết định mức độ cấp độ của sân si mạn nghi ác kiến và quyết định họ cái gì, hành thế nào và thức ra sao. Thì là sau khi mà thầy nói thế thì cũng đã đi giải mã tiếp theo, có nghĩa là cấp độ mức độ của tham của sân si mạn nghi ác kiến có nghĩa là như thế nào. Thì thầy cũng đã giải mã là trong các tánh này thì có là cực âm và cực dương. Thì tánh tham theo cực âm thì đó là tham lam, còn theo cực dương thì là hào phóng. Tánh sân theo cực âm là giận dữ, còn theo cực dương là hài lòng. Tánh si theo cực âm là mê muội, và theo cực dương là sáng suốt. Còn tánh mạn theo cực âm là tự ti, và theo cực dương là tự cao. Tánh nghi cực âm là hoài nghi, còn cực dương là tin cậy. Còn tánh ác cực âm là tàn ác, cực dương là lương thiện. Tánh kiến cực âm là cố chấp và cực dương là chấp nhận. Thì thầy cũng nói là các tánh này cũng có là những cái phần trung bình, nhưng mà hiện tại chỉ có một số cái này được giải mã ra, còn những cái kia thì vẫn có thể nói là chưa được giải mã ở phần chính giữa là gì. Và thầy cũng đã có dạy về trạng thái rung động điện từ nội tâm và tần số rung động năng lượng. Thì thầy có chỉ điểm là trạng thái rung động điện từ nội tâm thì có là âm, dương và cân bằng. Thì mình có thể là nếu như mình về cảm thấy âm thì có thể là mọi thứ của mình nó sẽ kiểu như là không có tốt cho lắm. Còn dương và cân bằng thì cũng có thể nói là khi mà mình đã đưa trạng thái rung động điện từ nội tâm về dương hoặc là cân bằng thì theo con thấy là thì nó sẽ một cách là tốt hơn cho với là nếu như mà mình ở âm thì nó có thể là một cuộc sống chúng ta sẽ không được tốt cho lắm. Và thầy đã nói khá là rõ về tần số thầy cũng đã nói khá là rõ về tần số rung động năng lượng, có nghĩa là có ba tần số rung động năng lượng là có thấp, cao và siêu cao. Thì thầy cũng đã có chỉ điểm thêm là vật không gian, vật chất không gian. Thì có thể là có một cái vật quan sát và người quan sát. Thì nếu như mà người quan sát mà cùng tần số rung động với vật quan sát thì chúng ta có thể thấy được nó. Còn nếu như mà không cùng tần số rung động thì có thể là chúng ta sẽ không thấy được nó. Và thầy cũng đã có chỉ điểm về phần di chuyển. Và thầy cũng đã có nói về những cái phân tử và nguyên tử rất là nhỏ. Mà nó có cả các hạt còn nhỏ hơn nữa. Thì những cái đó sẽ từ từ tạo lên một cái gì đó, một cái vật gì đó nó sẽ khá là to lớn. Và cái cách di chuyển của nó có thể là có chậm. Thì chúng ta có thể thấy được, giống như thầy đã nói là khi mà thầy qua như thế này chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà nếu như mà nó nhanh thì có thể là đa điểm. Thì chúng ta có thể thấy là nó ở nhiều điểm khác nhau. Và rất nhanh thì nó là một cái giống như một cái nguồn sóng mà nó đi rất là nhanh đến một chỗ nào đó, ví dụ như là sóng của điện thoại. Và khi mà và con cũng biết được một điều là nếu như mà tần số rung động năng lượng của chúng ta thấp, cao, siêu cao thì chúng ta có thể nhìn thấy được những thứ mà có thể là người thường không thể nhìn thấy. Ví dụ như là theo con là một số người mà có tần số rung động năng lượng thấp thì có thể là nhìn thấy được một cái số thứ vô hình, mà chỉ có một số người có tần số năng lượng quá thấp hoặc là thấp thì có thể nhìn thấy được, còn người bình thường thì có thể nói là chưa nhìn thấy được. Và thầy cũng đã nói là theo cái tần số rung động năng lượng thì có thể quyết định là chúng ta trải nghiệm nhân sinh, thế giới và vũ trụ như thế nào, có thể là khác nhau hay là một cách nào đó. Còn và thì cũng như là trạng thái rung động điện từ nội tâm sẽ quyết định
là tần số rung động năng lượng, và sau đó nó sẽ là cho chúng ta cái trải nghiệm nhân sinh thế giới vũ trụ khác đi so với những người khác. Chúng ta có thể nói là không có được giống nhau cho lắm. Thì vừa thầy cũng có nói thêm là những thức nội tâm của chúng ta thì dẫn đến chúng ta có được cái trạng thái rung động điện từ nội tâm thuận cho chúng ta mong muốn vào một cái tần số rung động năng lượng chúng ta mong muốn để trải nghiệm được cái một cái nhân sinh thế giới vũ trụ hay là một cái gì đó chúng ta có thể nói là mong muốn được. Thì qua bài học đó con thấy được một điều là con có thể ứng dụng được, và con đã ứng dụng là con lâu lâu thì con có thể đưa được cái tần số rung động năng lượng của mình lên cao và siêu cao, chứ không có để nó bị ở những tần số rung động thấp. Bởi vì nếu như mà để xuống thấp thì có thể là mọi thứ nó sẽ không có được tốt cho lắm, và coi như là những cái mà chúng ta trải nghiệm ở trong nhân sinh sẽ không có được quá là tốt. Thì đấy là bài học tâm đắc ngộ ra của con, rất là biết ơn thầy và mọi người đã lắng nghe con ạ. Mai biết ơn con. Xin mời Nguyễn Lan. Dạ, dạ biết ơn thầy đã gọi tên em ạ. Nãy cô gọi không có bị hồi hộp, thầy gọi tim đập mạnh. À, cảm ơn, biết ơn thầy đã gọi tên em. À, cảm ơn nhân mạch Lê Thị Thanh Trúc, mentor 4, đã chia sẻ cho em. Rồi, em tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Lan, năm sinh năm 1972, Nhâm Tý. Bài học tâm đắc ngộ ra của em á, thì từ buổi 1 cho tới buổi 6 thì em đã có rất nhiều bài học tâm đắc và em đều ghi ra hết. Nhưng mà khi tới nghe bài học hôm qua thì em đã ngộ ra là có hai cái ngộ ra đó là về cái nghi vấn. Cái thứ nhất là em suy nghĩ là mình hãy hoàn thiện 7 cái sự giàu toàn diện, phi vật chất và vật chất. Em đang nghi vấn giữa hai lộ trình. Lộ trình cái nhất là hoàn thiện 7 cái sự giàu toàn diện, và cái thứ hai đó là trong có nghe thầy nhắc tới cái danh chủ đó, thì em đang nghi vấn là để hoàn thiện một 7 sự giàu toàn diện á thì mình mất tới 3 năm lận để mình hoàn thiện cái 7 sự giàu toàn diện này, còn danh chủ thì mình mất có 6 tháng thôi. Thì để hoàn thiện trong 6 tháng về danh chủ. Em đang đó mới là nhân thôi. Dạ. Vào phi vật chất với một số năng lực thôi, còn vật chất thì phải ra ngoài làm tiếp. Dạ, em đang nghi vấn là hai cái đó thầy, thì em đang hướng về cái danh chủ á, hay là em đang hướng về cái làm hoàn thiện 7 sự giàu có trong lộ trình 3 năm. Em cũng chưa có, em còn đang bị nghi vấn cái vấn đề đó nên cũng nhờ thầy tham vấn thêm. Cái đó nó đâu phải nghi vấn. Dạ. Nó cũng chỉ muốn cái gì chứ sao mà nghi vấn được. Dạ. Chị muốn nhanh hay là chậm hay kiểu sao? Nếu dạ. Chị càng muốn nhanh thì chị nên để 3 năm. Nhanh thì để 3 năm hết này. Tại vì tâm nó vội quá nên vô học cũng không có kết quả gì. Ham chuyển đổi thì càng ngày càng tệ đi. Yeah. Chị càng muốn nhanh thì chị nên phải chậm lại. Yeah. Chị lên lộ trình vẫn 3 năm nhưng mà trong đó có 6 tháng nội trú danh chủ. Yeah. Chị sẽ không có bị nội tâm bị loạn. Yeah. Yeah, thầy chỉ hỏi thêm về danh chủ, thầy mình có giới hạn về tuổi tác không thầy? Tại em thấy trong đó là chị có các bạn trẻ rất là nhiều á. Chị có biết gì đâu mà các bạn trẻ. Em thấy chị, trong... chị nắm được cái danh sách của danh chủ của tụi em mà chị nói bạn trẻ. Không, em thấy trong cái mình đang học cái đang học này thì thấy bạn trẻ rất là nhiều à, đó. Nên không biết là em hỏi chị đó, sao chị biết cái danh sách của tụi em phỏng vấn con người như thế nào mà chị nói bạn trẻ. Dạ không, em đang nghi vấn là chị em không biết. Thì không biết thì thôi, học không học thôi, chứ có gì đâu, trẻ cảm thấy mình già quá thì đừng vô học. Năm tuổi nào cũng thành tuổi 20 để vô đó hết thì mới cho vô, còn nếu mà ngồi thấy cảm thấy mình lớn tuổi thì đừng vô. Yeah. Phải có sức tuổi 20 chị mới rèn luyện nổi mấy môn trong đó, còn nếu mà chị cảm giác chị lớn tuổi rồi thì bó tay xong. Nên chị phải hồi cảm giác cái sự tuổi trẻ hơn vấn, ai vô đó cũng phải có tuổi 20 thì mới sống nổi trong đó. Yeah.
Hiểu không? Hiểu ý nào? Dạ, hiểu ạ. Rồi chị học tay cân đổi cốt, bơi lội 10 cây số, chạy bộ 42 cây số đầu ra. Đến cái việc chị võ học của chị được cấp đai huyền đai về võ tự vệ. Nhiều hoạt động thể chất trong đó nữa. Chị định vị bản thân của mình là người lớn tuổi thì không có bé nằm trong đó. Còn hồi chưa giờ chị bí quyết công bằng đến mức đó là bất kỳ lứa tuổi nào cũng được học tập mà. Nhưng con cái là dưới tuổi 18 thì không được vào đó, là bởi vì trong đó nó chưa chịu trách nhiệm được, cái các con chưa chịu trách nhiệm về hành vi nhân sự á, thì nên là chưa tuyển nhỏ từ 18 tuổi trở lên. Em hiểu ạ. Còn chị thấy lớn tuổi thì đừng vào ha, chả chịu nổi đâu. Dạ. Dạ thầy Đừng có cũng giới hạn nhận thức như vậy. dạ thì đang bị giới hạn về nhận thức. Dạ thì để cố gắng thay đổi đổi hình thầy. Dạ. Em cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả các anh chị đã chứa đựng em trong buổi này ạ. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ em xin tắt mic ạ. Xin mời Nhi Đoàn ạ. Em dự thi này giống như cái này nè. Đi qua thì em đọc được rất nhiều. Nghe không rõ như vậy. Dạ cả nhà nghe em. Dạ cả nhà nghe em nó rõ chưa? Rõ anh gì? Dạ vâng, em cảm ơn cả nhà lắm nghe. Như nãy giờ mọi người đã ôn bài lại rồi nên em xin không nhắc lại bài học nữa, thì em xin được chia sẻ cái tâm đắc của ngộ ra của em sau khi học ngày hôm nay. Và trước giờ em luôn trách mình là sao cái đầu của mình nó cứ liên thiên, nó cứ chạy hoài mà không dừng lại được suy nghĩ của mình, thì sau thì mới biết là nó là cái đặc tính của cái não này. Nếu muốn nói thì cho nó nói, nhưng nói cái gì thì là do nghi vấn thuận chiều mong muốn của mình chọn. Từ đó mình có thể điều hướng được theo đi mình muốn. Giả sử như thay vì để nó cứ lăn xăng điều tiêu cực hay là chuyện không đi tới đâu, thì mình sẽ cho nó nghe tiếng Anh chẳng hạn, thì nó sẽ thay thế được cái mà mình hay gọi là nó liên thi trong đầu mà không tới đâu, của lãng phí. Rồi còn thứ hai nữa là về em hiểu, em tập trung vào chuyện là làm sao để giữ và duy trì được cái ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Ví dụ về ý nghe á, thì khi nghe bất cứ điều gì thì mình quay vào bên trong nội tâm, kết nối với cái sự tĩnh lặng. Khi đó thì mọi âm thanh bên ngoài hay bất cứ điều gì mình nghe được, nó chỉ là âm thanh của sự sống thôi. Khi đó ta không nổi lên những cái tánh hay cái tình nào nữa, khi đó thì mình sẽ có cái sự phản hồi sáng suốt hơn. Đó là nghe, thấy. Thấy khi nghĩ đến chuyện thấy thì em hay tưởng tượng lên hay là nhìn lên bầu trời. Mình là bầu trời, còn bất cứ cái gì chạy tới nó là đám mây. Bầu trời không bao giờ đủ đám mây đi hết trơn á, dù có mây đen hay mây trắng hay mây xanh hay như nào thì bầu trời vẫn vẫn như vậy thôi, vẫn ở đó chứa đựng tất cả những đám mây, và để đó và nó trôi qua thôi. Đúng là khi thay vì mình để cái tình phản ứng hay tánh để phân biệt phân tích nó nhảy ra trước, thì mình kết nối với cái ý nghe ý thấy đó trước,
thì rõ ràng mình có sự phản hồi sáng suốt hơn, phản hồi tánh, phản hồi tình nó sáng suốt hơn, mình không có hối hận và cũng không nghĩ lại. Còn về thấy nói biết, còn về cái biết thì biết như thế em hiểu là biết của kiến thức, kiến thức hay là nhận biết, thì em nghĩ là nó cũng giống như cái nói đó, là cái ham học hỏi là cái muốn biết của con người, ai cũng có cái điều muốn cái muốn đó nói. Khác à, cái biết của nó là cái thức kia nó mới là cái biết đó, còn cái biết bên trong đó là cái khác à, giống như mình biết đang thở, biết là tim đang đập, biết mình đang nói, nó khác à. À, cái ý luôn, biết này là như vậy đó hả thầy? À, luôn luôn biết. À, trong bị... à, còn cái thức biết kia mới là biết đó. Dạ. Thức kia mới là cái biết đó. Dạ. Vậy thì mình để ý thì mình cũng luôn luôn biết được những cái điều đang diễn ra. Biết mình đang nói, đang nghe, đang thở. Dạ. Rồi em hiểu cái biết này rồi. Cảm ơn thầy. Rồi, đó là cái biết. Còn lúc trước á, em hay nghĩ là mình biết vậy rồi, rồi sao nữa. Giờ tôi biết là tôi đang thở, biết tôi đang nghe đấy, biết tôi đang thấy, đang nói đấy, rồi sao nữa. Thì sau thì em mới nhận ra là từ cái chuyện ý nói, ý nghe, ý thấy, ý biết đó, tại đó thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ thuận theo cái chiều của sự sống phát triển, thuận theo chiều của rung động năng lượng cao. Thì khi đó nó cái phản hồi ra nó đúng. Dạ. Nó gì nè. Dạ, dạ xin lỗi em nghe chưa. Nó dạ vâng em nghe. Dạ vâng em nghe đây. Em hình dung là em đã từng ngồi trên một chiếc xe hơi tự lái chưa? Hình dung ra. Hình dung. Dạ, mình thì em ngồi hình dung trên được một chiếc xe hơi tự lái. Được chưa? Dạ. Rồi em hình dung ra rồi. Sau đó bắt đầu thì nó có lập trình một cái lộ trình sẵn không? Dạ có. Vậy thì cuộc đời của một con người á, khi họ chưa nhận được cái sự chân thật á, thì cuộc đời của một con người nó có một cái lộ trình tự sắp xếp đó, bị tánh người nó dẫn dắt theo một cái lộ trình đó. Cái bây giờ em quay trở ngược lại, có những lúc á thì nó chạy ở một con đường á rất là bằng phẳng im xuôi, nhưng có những giây phút chạy những con đường gồ ghề. Thì nếu em ngồi trên xe tự lái, em sẽ hiểu nó tự lái mà chạy trên con đường gồ ghề á, em cảm thấy nó bất an. Thì khi đó bắt đầu em giành lại, nhấn nút giành lại cái quyền là điều khiển bằng tay. Thì khi em đưa về trạng thái nhận về sự chân thật á, là ngay giây phút đó em giành lại quyền gì ạ? À? Điều khiển bằng tay. Sau đó em lái. Lái xong mà gây ra con đường ok thì em đặt lại lịch trình theo ý muốn của mình lại. Thì em nhấn lại một cái lịch trình mới, em tiếp tục để cho tánh người nó dẫn dắt em tiếp. Nhưng mà con người mà không có đưa về trạng thái của sự chân thật thì mãi mãi không lập trình lại được cái con đường đi đó. Nên khi em quay cho ngược về sự chân thật, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết rồi, lúc đó em định hướng được tánh người, định hướng là được tham tưởng phù hợp với điều em mong muốn hơn. Còn nếu không thôi thì em bị dẫn dắt bởi tham tưởng theo cái quá khứ. Bữa nay học về công đức, phước đức và tổng nghiệp thì em sẽ hiểu được cái đó. Thầy vừa nói theo điều em mong muốn, thì cái điều em mong muốn nó lại dẫn dắt bởi một cái tầng tham tưởng khác của em, cái tôi, cái bản ngã khác của em sao? Thì nó cũng phải chịu, tại vì lúc đó em đưa về trạng thái cân bằng thì em sẽ dẫn dắt theo một chiều hướng mong muốn, nhưng nó thuận chiều. Còn nếu không thôi thì em sẽ bị dẫn dắt bởi tham tưởng theo chiều khác, theo cách một sách sắp đặt sẵn. Hiểu không? Nên không phải là mình đưa về trạng thái đó để làm chi, rồi sao? Rồi sao để làm chi?
Rồi sao? Nó có lý do chứ. Tại vì khi con người đưa về trạng thái đó thì nó là con đường ở vật lý này, mình định hướng là tham tưởng theo mong muốn. Còn khi con người đưa về trạng thái tánh không của nội tâm á, thì nhà Phật á, đó là cái cách để người ta đi về nó, để người ta tích tạo thêm công đức, để mất thân người ta đi về nơi xưa, có nghĩa đi về cõi vô sanh. Nó có ý nghĩa của nó chứ. Còn bị dẫn dắt tánh người không mà mãi mãi không quay về sự chân thật thì con đường giải thoát của con người đóng lại à. Nên nhà Phật người ta rất chú trọng đến tìm về Phật tánh chân thật nơi chính mình. Là bởi vì như vậy, bởi vì một vị Phật ra đời á, có một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là khai thị con người ngộ nhập Phật chi kiến. Nên việc một vị Phật xuất hiện mà lập đạo, nó có ý nghĩa rất đặc biệt trên thế gian này. Đó là khai thị con người ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là nhận về sự chân thật á, nơi chính con người của mình. Rồi sau đó tích tạo công đức phước đức, tìm con đường để về nơi quê xưa. Nên người ta mới tu hành theo cái đó. Còn cũng không cần tu gì khi nhận thôi. Nhưng mà mình mượn tri thức này để mình điều hướng lại cuộc đời của mình. Mình không có ai không theo nhà Phật thì không cần đi con đường đó. Nhưng khi về sự chân thật nơi chính mình thì mình giành quyền lại tự lái ở những đoạn đường gồ ghề. Sau đó em sắp đặt lại một cái lộ trình mới cho cuộc đời của em. Thì lúc đó tánh người nó vẫn dẫn dắt tham tưởng theo chiều hướng em mong muốn. Thì khi cần thì em lại giành lại quyền lái lại. Khi thuận duyên thì em để nó tự lái, cứ tiếp tục như vậy hành trình. Được không? Dạ được. Chứ không phải nhận sự chân thật rồi làm chi. Có một số người lại mê. Nên tối ngày khi nhận về nó, cái bắt đầu tìm được sự an vui á, cái bắt đầu ở đó không biết làm gì thì nó lại gãy. Nên là nhiều người á lầm tưởng giữa an vui với nhàn hạ và cô tịch. Chút vài bữa chúng ta sẽ học mấy cái khái niệm đó về an vui, nhưng mà nó có ba cái trạng thái này người ta lầm tưởng này. Đó là an vui, nhàn hạ và cô tịch. Thì ba cái này dễ lầm tưởng với nhau. Nên có số người tìm về sự an vui á, cái sau đó từ từ không biết nó đưa vào nhàn hạ hoặc là cô tịch, không muốn gặp ai trong cuộc đời này, không muốn làm gì nữa. Nó khác với người an vui. Dạ. Một điều nữa là em cứ suy nghĩ là làm sao để cái tần số rung động năng lượng giữ luôn cao, luôn ở mức cân bằng giữa hướng dương. Bữa nay học về công đức phước đức thì... hiểu được cái đó. Dạ. Rồi. Con người tích lũy được có khối công đức phước đức thì mới làm được, chứ nếu thiếu nó là không được. Dạ. Em cảm ơn thầy và cả nhà chưa được nghe. Năm nay sinh năm mấy? Bé sinh năm mấy? Dạ em 93. 93. Nhìn thấy trẻ quá, tưởng đâu mới 10 mấy 20 tuổi. Xin mời Gia Long. Dạ, em chào thầy và mọi người. Em biết ơn mọi người và thầy đã cho em lên phát biểu. Thì em cũng biết ơn cái nhân mạch của em là chị Bill là đang ở bên Úc. Và cái bài học tăng đắc, tâm đắc ngộ ra của em về tần số rung động năng lượng là tại vì em có ngày hôm qua khi mà em học á, thì em cũng ngộ ra được và em cũng tự đặt nghi vấn cho mình là tại vì mình tiếp xúc cái với là một người nào đó thầy thì mình cảm thấy là tần số rung động của người ta là như vậy, thì những cái người xung quanh của người ta ta thầy kiểu về thân thân á thì em nghĩ là chỉ là sắp xỉ thôi, thì như vậy thì nó có giúp mình gọi là em không có nói là đánh giá, ý là tính cách này kia thì người ta cũng giống giống nhau vậy á thầy, thì theo thầy thấy thì cái đó nó có đúng không thầy?
Hỏi lại ai? Tức nghĩa là cái tần số rung động năng lượng đó thầy. Theo em thấy nếu mà mình áp dụng vô con người á thì mình thấy, ý là mình muốn làm quen với một ai đó thì lúc đầu người ta sẽ chỉ cho mình thấy những mặt tốt thôi. Thì những cái người thân xung quanh mà chơi á, thì nếu mà em để ý hoặc là em thấy được những cái tính cách khác á, thì theo thầy nghĩ là cái người mà mình sắp làm quen á, là người ta sẽ có những cái tính cách đó hay không, hay là ý là cũng xem kiểu nó sắp xỉ, ý là nó không có bằng á thầy, thì thầy thấy là nó có giống không thầy? Đâu hỏi lại này. Thì thầy là cái tần số rung động nội, cái tần số rung động năng lượng đó thầy, thì ví dụ như em nếu mà áp dụng vô con người thì em đi gặp một người nào đó đi, thì em thấy cái tần số rung động năng lượng của người đó ở cái mức như vậy, và người ta chỉ thể hiện được một cái phần nào đó tốt của người ta ra thôi, thì nó gọi là không có đúng với bản chất của người đó đi, thì những cái người xung quanh đó thì đó là nếu mà mình gặp hoặc là mình để những cái tính cách á thì của người đó, thì liệu là cái người mà mình muốn làm quen á thì là nó có xem nhau không thầy, ý là nó có giống giống nhau không thầy, vì nó chỉ là sắp xỉ thôi á, nó không có. Dạ thì đâu hỏi lại này. Dạ thì có biết mình nói gì không cái đã, đầu tiên là biết, dạ, biết nói gì không? Dạ dạ biết thầy. Dạ, biết kiểu nói gì thì ngày qua khi mà thứ em nhất đọc là em dạ. nói em thấy được tần số rung động năng lượng của người ta sao em thấy không, ý là em thấy tại vì em nghe biết con người kiểu về cái tần số năng lượng rung động á, thì người ta gọi là thể hiện những cái mặt tốt của mình về cái tính cách đi. Thì khi mà em chơi thì tại vì mới gặp lần đầu mà, thì người ta sẽ thể hiện những cái tính tốt của mình. Nhưng mà xung quanh những cái người, nhưng mà xung quanh bạn đó đó thì có những người thân, người ta những sẽ có những cái tính cách khác, hoặc là những cái tính cách gọi là hay hơn, hoặc là có thể gọi là không không như ý mình. Thì theo thầy vậy thì cái người mà em muốn làm quen á, em muốn chơi chung á, vậy thì là người người ta có không thầy? Ý là em không có đánh giá hết như một tập thể, kiểu em có chỉ... như vậy nè cưng. Dạ. Anh có một nguyên tắc rất là đặc biệt. Cái thứ nhất câu hỏi á, mà hỏi mà không rõ không trả lời. Cái thứ hai hỏi mà do tưởng mà hỏi không có trả lời. Hỏi mà hỏi dùm không có trả lời. Dạ em không có hỏi dùm và em không có dùng cái tưởng. Ví dụ đang nói nguyên tắc, đang nói nguyên tắc. Hỏi gì kiến thức vũ trụ quan gì là không có trả lời. Ngoài sinh quan thì trả lời. Vũ trụ quan không trả lời. Hỏi theo chiều hướng bóng tối không có trả lời. Dạ. Thì nãy giờ em biết em nằm trong gì không? Có hai cái nghĩ là tưởng, hai là không rõ. Dạ. Gì không trả lời. Đó. Dạ. Kiếm gì nói. Dạ thì, dạ thì còn cái thứ hai là thế này, kiểu cái này em không phải tưởng này kia hết, kiểu em chơi chung với một nhóm bạn kiểu như gia đình vậy thầy. Thì những cái người mà em tiếp xúc á thì gọi là em không có thích, gọi là ý là em không có thích những cái tính cách này kia, tại vì em không hiểu nữa, nhưng mà ý là em không có thích những cái tính cách như vậy á, mà ở ngoài đời á thì em luôn luôn em gặp những cái người như vậy á thầy, thì là do em đã hạ cái tần số rung động nội tâm của em xuống, hay là do thì do em hạ cái tần số rung động của em xuống để em đâu có dùng cái khái niệm đó được, tại vì em phải góc nhìn đó, em phải lấy góc nhìn của công thức cội nguồn cuộc sống á. Cái nhân bên trong của em thấy người ta có vấn đề như vậy, em không ngừa, có nghĩa là bên trong em có cái đó, nên em mới gặp cái tiếp xúc cái đó. Chứ em đâu có lấy cái hệ vi chiếu và tần số rung động năng lượng để luận nãy giờ những gì em nói được. Em phải lấy góc nhìn của công thức cội nguồn cuộc sống chứ. Phải biết dùng khi nào chứ. Ví dụ như giờ em thấy người ta thấy tính cách đó không ngừa, có nghĩa là bên trong em có cái nhân đó, được chưa? Nên mới bộc lộ ra ngoài em thấy cái đó. Dạ. Vậy thì em xóa cái nhân đó đó.
thì bên ngoài mới hết, chứ không thôi em gặp người khác cũng vậy à. Em đâu có dùng tần số rung động năng lượng được chỗ này. Tại vì em muốn hỏi cội nguồn từ đâu đúng không? Thì cái đó không có luận cái đó được. Còn chỉ luận tần số rung động năng lượng, chỉ luận về gì nè, tần số rung động năng lượng của một con người mà thấp thì trải nghiệm nhân sinh của họ kém. Vậy thì hàng ngày em thấy người ta đối đãi mình tệ, những điều gì không tốt đối với mình, có nghĩa là mình đang có tần số rung động năng lượng thấp nên ta tùy tiện đối đãi không tốt với mình. Được chưa? Rồi tần số rung động năng lượng mình thấp nên mình mới thấy những con người xung quanh kém, tệ, và những người xung quanh, những cái gì tiêu cực của cuộc sống hiện ra trong mắt của em không thôi. Thì là do tần số rung động năng lượng của em thấp, em mới có hiện tượng đó xảy ra. Thì một người có tần số rung động cao và siêu cao thì hàng ngày họ không có ngồi đó lăn tăn thấy con người có vấn đề. Giống như bây giờ á, em có ngồi đó con kiến nó cắn em, hay nó làm gì đó con cua nó kẹp em, em có ngồi trách móc con cua không? Con kiến gì không? Tại vì em đã tầng rất cao rồi nên nhận thức của em đâu ngồi trách những cái vật nó không có ý thức đó. Thì khi một con người có tần số rung động năng lượng cao thì họ nhìn thấy hành vi của con người dù có làm gì thì họ cảm thấy rất là bình thường, bởi vì nó không có cái gì để tác động đến nó, tính họ được hết trơn. Còn bình thường tần số rung động thấp, năng lượng thấp nên là thấy cái gì cũng quán trách, thấy cái gì cũng bực bội, khó chịu. Hiểu không? Dạ hiểu ạ. Dạ em ngọn nghe được. Em cảm ơn thầy nhiều. Dạ em biết ơn thầy nhiều. Còn cái chị kia tự xử lý đi, hỏi ngồi đó tưởng tượng ra không thích thích tự xử lý cuộc đời. Dạ ok thầy. Ngồi. Dạ em biết ơn thầy và mọi người. Mấy đứa học ăn học tự lận nha. Dạ. Rồi, xin mời chị Hương. Em rất biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Thầy ơi, em cũng muốn hỏi luôn là vừa cái ý mà bạn Long bạn ấy vừa nói thì em cũng em xin phép chị giơ tay lại giúp em. Em hạ tay, tự hạ tay chị xuống này. Được chưa ạ? Được, chị đang giơ cái tay like chứ không phải là giơ tay kia. Dạ, chị nói đi chị. Em vừa có luôn một câu hỏi mà vừa bạn Long bạn ấy vừa nói cái ý mà về cái tần số rung động năng lượng và cao và thấp ấy, thì em đang muốn có một cái nghi vấn là vậy thì cái tần số rung động năng lượng của mình ấy, thì trong các cái thời gian thì nó có ổn định không ạ? Ví dụ như là như bạn Long bạn nói là có thể bạn sẽ gặp những người ngày hôm nay, ví dụ trong đời sống có buổi sáng mình gặp những cái con người mà cho mình cái một cái câu chuyện hoặc là những cái sự việc hoặc là trao đổi mình cảm thấy không thích, nhưng buổi chiều thì mình lại rất là hân hoan. Thế vậy thì liệu có phải là cái tần số rung động ở hai cái thời điểm trong một ngày của mình lúc đó là nó khác nhau không ạ? Thì nó thay đổi thôi. Ví dụ như buổi sáng chị thấy ông chồng dễ thương, buổi chiều thấy ông chồng thấy ghét. Vâng. Mỗi một cái lĩnh vực chị nhắc đến, ví dụ như nhắc đến thức ăn thì tự nhiên mình hào hứng, nhưng mà nhắc đến kinh doanh làm ăn cái tự nhiên mình không có cảm xúc, cảm xúc tiêu cực thì nó chịu lắm, nó mênh mông lắm. Vâng, thế vậy thì em muốn hỏi là nếu mà khi mà mình đã cái cân bằng được cái tần số rung động năng lượng thì lúc đó là mình sẽ không bị tác động bởi những cái đó đúng không ạ? Ví dụ có thể lúc nào mình nhìn ông chồng mình cũng thấy là nét đẹp cả chứ không thấy có nét xấu đúng không ạ? Chị đừng hỏi em đúng không? Mấy cái đó chị cảm thụ chứ, sau khi đưa về trạng thái chị cảm thụ chứ. Vâng, rồi. Bây giờ chị hỏi em thấy em vợ em như thế nào, em trả lời được làm sao em có chồng mà để em nói câu đó. Không, đây em chỉ ví dụ là một cái ví dụ chứ không phải là em nói là về là vì thì bây giờ chị hỏi em thấy vợ em có vấn đề gì hay không thì thực chất lâu lắm mà em mãi mãi vợ em không có vấn đề rồi thì được. Còn chị nói hỏi đúng không ông chồng, không lẽ gì em có chồng để chứng thực chứng cho chị cái đó. Vâng. Thế với cả hôm qua thì em cũng có được một cái rất là đắc ngộ về cái vấn đề là dính hình ạ. Bởi vì là đúng là mình bị cái khái niệm sĩ thân nó bám vào mình và dính hình, cho nên là ví dụ như em trong cái mối quan hệ của em với con em thì đúng là nhiều khi mình nói chuyện và mình tương tác với bạn đi thì mình luôn luôn ở cái vai trò là mình là người mẹ. Cho nên là khi hôm qua em nghe ra thì em ngộ ngay ra
Và em cũng đang muốn là phải có một cái mong muốn là mình sẽ phải khiêm tốn cầu thị để từ nay khi mình giao tiếp với các bạn, với các bạn con, với các bạn trẻ là nó theo cái hướng là mình sẽ không dính hình mà như mình đã bị từ trước đến nay. Thì em thấy cái này rất là tuyệt vời. Thế vấn đề, một vấn đề nữa là người quan sát tương đồng với tần số rung động của vật quan sát thì sẽ nhìn thấy nhau và cảm thụ được nhau ạ. Cái này cũng rất tuyệt vời ạ. Nói chung là em cũng muốn nói với thầy rằng là qua mỗi một ngày học thì cái ngày hôm trước thì em thấy hay, đến ngày hôm sau em cũng lại thấy hay, tức là cái tri thức và cái kiến thức ngày nào em cũng thấy hay, và mỗi một ngày thì nó ngộ đắc ra rất là nhiều nhiều vấn đề. Ví dụ như hôm qua là cả cái sơ đồ mà từ nhận thức nội tâm nó sẽ tác động và thành cái trạng thái rung động điện từ nội tâm, nó sẽ có âm dương cân bằng, và khi mình để cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình từ cân bằng đến dương thì nó sẽ tạo được cái tần số rung động năng lượng của mình ở cao và siêu cao, và khi ở cao và siêu cao thì mình sẽ cảm trải nghiệm được cái nhân sinh quan của cái nhân sinh quan theo cái hướng tích cực. Đấy, thì cái vấn đề cái này cũng là một cái rất là tuyệt vời ạ. Thế vậy em đang muốn hỏi thầy là hôm qua trong lúc giảng thì thầy có nói rằng là khi mà ở cái tần số rung động năng lượng siêu cao ấy, thì sẽ vật chất sẽ không có, đương nhiên là nó cao và nó nhẹ thì nó sẽ không còn vấn đề vật chất nó sẽ còn không thể bám víu được vào. Vậy thì khi mà ở cái tần số rung động năng lượng này thì làm sao mình sẽ để ở cái mức độ cao là mức độ tốt nhất, đúng không ạ? Vậy thì làm sao mà mình biết để có thể mình điều chỉnh từ siêu cao xuống đến cao, hoặc là mình điều chỉnh như thế nào ạ? Alo, em nghe đó, tại vì em cười em không nói. Tại vì chị đâu chưa biết được cái trạng thái của cơ thể do đâu quyết định đó, nên nhận thức nội tâm chưa hiểu á. Vâng. Giai đoạn này chị có thể biết khái niệm vậy thôi, còn vài bước điều chỉnh đó thì có cái lộ trình đi tới nữa. Vâng ạ, vâng. Với cả em cũng tâm đắc một cái nữa là khi mà tần số rung động, khi mà trạng thái rung động điện từ, em cái này em mắc cười chị á, chưa đưa lên được siêu cao nó muốn hạ rồi á, em mắc cười á. Không, tại vì là hôm qua thầy có nói rằng là khi mà ở siêu cao thì là cái vật chất nó không còn cái vật chất nữa, thì tức không là phải không còn vật chất. Nói cái gì mà em nói chuyện gì kỹ, em không ưa nhất nhân loại này là người nào nói em thầy nói, tại vì Hoàng Hải á nó còn nhỏ nên là con nói hôm qua thầy nói thì em nín thinh cho Hoàng Hải, chứ chị được quyền chị nói chị nghe. Dạ vâng ạ. Chị không được quyền chị nói em nói câu đó, tại dạ, em vâng, vâng, em xin lỗi thầy ạ. Vâng. Tại vì em nói xa rời vật chất. Vâng. Chứ không phải là em nói là không có tụ gì. Khi con người giữ cái tần số rung động năng lượng siêu cao á thì họ xa rời vật chất, có nghĩa là đời sống vật chất đối với họ, họ không có bám trụ vào nữa, mà họ thoát cái đó đi thẳng đời sống tinh thần. Vâng. Và giữ đó. Vâng. Thì cái đó bộ họ nghèo hả? Bộ một người không có sở hữu cái gì là nghèo hả? Họ muốn cái gì mà không có? Vâng. Nhiều người ta huy động nhẹ một cái thì nó đã lên hàng ngàn tỷ, hàng chục ngàn tỷ để làm cái gì đó ai? Bộ họ thiếu vâng. Cảm hả? Vâng. Ờ. Vâng. Vâng. Và một cái nữa là hôm qua và qua cái bài học thì em cũng đã nhận ra là mình đã đáng học đến cái vấn đề là mình phi vật chất hóa cái vật chất ấy. Tức là mình đã nhìn nhận được thấy là cái mình nhìn ra được cái hạnh phúc hay không hạnh phúc thông qua các cái hình ạ. Đấy, thì cái đó thì bây giờ em cũng rất là thích cái khái niệm đó và em cũng ngộ ra được cái điều đó ạ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Em cảm ơn cả nhà. Nghĩa là tương đồng thì chị sẽ cảm thấy, cảm nhận. Vâng. Nhìn nhận và cảm thấy sự tồn tại của nó. Vâng. Còn nếu không thôi, mình không tương đồng thì mình lại mãi không có cảm nhận được, mình dạ, nghĩ vâng. Nó là không tồn tại. Vâng ạ. Rồi em cảm ơn ạ. Nên là con người mình nâng cao tần số rung động năng lượng lên là quan trọng lắm á chứ. Dạ vâng ạ. Ừ. Tại vì các anh chị phải có đời sống tinh thần tốt được, người đời sống vật chất á chỉ cần biết cách một chút xíu là nó vẫn đủ đầy cho chúng ta. Vâng ạ. Dạ, tôi biết thôi. Ơn thầy đã biết ơn cả nhà.
Xin mời Thị Vân ạ. Còn tìm kiếm cái. Rồi. Xin mời ạ. Nói chuyện được rồi đó là Lê Vân Anh hả? Vân Anh hả? Lê Thị Vân Anh. Dạ, em chào thầy. Thầy nghe được em nói không ạ? Dạ, nghe được ạ. Dạ, rất là biết ơn thầy đã gọi em. Lần đầu tiên em được lên giao lưu với cả nhà. Tự nhiên vừa nãy cô Hương chia sẻ xong, em cũng rất là háo hức được chia sẻ cái bài học tâm đắc mở ra của em. Nhưng mà em cũng muốn giới thiệu với cả nhà trước về bản thân một chút ạ. Thì em là tên là Vân An, em sinh năm 2002. Em được nhân mạch của em giới thiệu là chị Hồ Như Huệ, là mentor Wicca 02 ạ. Học Wicca là cả nhà em, là ba mẹ con em đều học luôn. hôm qua là em làm được học về cái cấu trúc con người. Thì em cũng có ngộ ra được một cái là lúc mà em nghe khoa ghi âm khóa 2 của thầy á, thì em có được nghe thầy giảng về cái lớp tánh, và em biết được nó có 16 cái tánh người. Và em hiểu là như vậy. Xong rồi lúc mà em có ngồi ngẫm, em nghĩ là 16 tánh người thì nó rất là nhiều, nó còn có những cái mức độ, biên độ dao động nữa. Vậy thì mình nên làm gì với cái tánh đây, và mình nên thay đổi nó như thế nào? Thì hôm qua em, lúc em nghe thầy giảng xong, thầy có nói là mình nắm vậy thôi, chứ còn mình mà đi phân tích sâu trong đó là mình kẹt cho nó luôn. Và mình nhận được một cái hướng, và một cái là sự bao dung thì nó sẽ bao trùm cả lớp tánh. Thì em ngộ ra được cái đó. Và lúc mà em ngồi em tổng kết bài học tâm đắc ngộ ra, thì em có tâm đắc một cái là lúc mà thầy nói là giống như là khi mà mình giữ được cái nội tâm của mình đó, mình nhận thức được nội tâm của mình, cộng với lại mình cân bằng được lớp thân đó, thì nó sẽ cho ra cái tần số rung động năng lượng. Thì em có nhớ lại một cái câu đó là thân khỏe tâm an thì trí sáng đó. Cái em thấy nó hay quá, em thấy nó cũng hợp với cái thầy nói với mọi người, thì cũng chia sẻ cái đó. Dạ. Còn vừa nãy cô Hương, cô có chia sẻ là cô có cái công thức của cuộc sống, thì cô có nhận thức được là về con của cô và mối quan hệ với con của cô, thì cô có quay lại với bản thân của cô để cô có thể hỏi cầu thị và khiêm tốn với con của cô. Thì tự nhiên em bắt ngay cái chỗ đó, em tự nhiên em ngộ, em nhận ra được một cái, đó là em có hoạt động trong câu lạc bộ. Thì khi mà em rời câu lạc bộ đi rồi á, thì em có cảm giác là em vẫn chưa hoàn toàn yên tâm mọi người hoạt động trong câu lạc bộ. Em kiểu như là vẫn cứ đau đớn về câu lạc bộ á, và em cảm giác như là mọi người vẫn chưa có đủ giỏi để mình tin tưởng. Thật sự là em chia sẻ là như vậy. Và lúc đó em thấy em khổ dễ sợ luôn. Em có cảm giác đó là em thấy em khổ thôi, chứ không có ai hết. Thế là vừa nãy cô Hương có cái chia sẻ vậy, thì em mới ngộ ra là có khi là do em, cái tánh của em nó quá ngạo mạn về cái việc đó. Cho nên là khi mà mình kiện toàn được nhân cách, là lúc mà thầy có chia sẻ về nhân cách, thì mình khi mà em so lại, em thấy là phải công nhận là cái sự khiêm tốn nó rất là tốt. Và em khi mà nắm được và hiểu được, ứng dụng được cái nguyên lý cây lúa với triết lý ngu á, em thấy là nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề nó tự tan đi. Dạ em xin hết. Dạ biết ơn thầy và cả nhà đã lắng nghe. Hai nghìn lẻ hai hay lẻ ba lúc nãy nói quên rồi. Dạ, em sinh năm 2002. 2002 là tốt nghiệp đại học gì chưa ta? Em năm sau em mới tốt nghiệp ạ. Em có đặt ý là bà sẽ vào dân chủ. Tốt. Dạ. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Dạ, biết ơn Vân Anh. Dạ. Xin mời Thu Hà. Dạ, em chào thầy, em chào cả nhà. Em trân trọng biết ơn thầy và các thầy cô cũng phụ sự phổ quyết trong thời gian qua, thì đã hướng dẫn dạy dỗ em
được rất là nhiều tri thức trong nội tâm của mình. Thì với thời gian là khoảng 4 tháng học tập ở trong quýt ấy, thì mặc dù là các vấn nạn của mình thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để, tuy nhiên là hàng ngày em đã thấy rằng là cái tần số rung động năng lượng của mình đã được nâng lên, và thấy rằng là những cái việc mà giải quyết đối với công việc ở cơ quan cũng như là ở nhà ấy, thì mọi thứ nó đã cảm thấy là đơn giản hơn là rất là nhiều, đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Trước đây cũng là những công việc đấy mà sao cảm thấy nó nặng nề, nó mệt mỏi, lúc nào cũng có sự tranh đấu trong nội tâm. Thì nay đã cảm thấy nhìn nhận đến mọi việc nó rất là đơn giản, thời gian làm việc nó cũng rút ngắn đi rất là nhiều, hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Và trong gia đình thì những cái vấn đề gọi là con gà con vịt ấy, thì nó đã không còn là vấn đề nữa. Và là mọi việc cảm giác là nó đều đơn giản và vui vẻ hơn rất là nhiều. Em rất là biết ơn thầy cũng như là các thầy cô phụng sự trong quýt, cô Hoàng Anh, thầy Vũ, rồi thầy Sơn. Sáng thì về chăm sóc phần thân đối với việc rèn luyện sức khỏe để nâng cái tần số rung động năng lượng lên, kèm theo tối thì là học về nội tâm. Thì em cũng cảm nhận được cái sự tiến bộ của mình từng ngày. Tuy nhiên là em có một câu hỏi cũng lăn tăn là trước đây khi mà chưa đến với quýt ấy, thì vợ chồng em cũng có nghiên cứu về thần số học của Pythagore, cũng như là có nghiên cứu một về tử vi ấy, thì thấy rằng là cuộc sống của con người ấy, thì cảm giác như là có một cái sự nó theo quy luật và cũng là được định trước. Cái cảm giác là số phận là mình được định trước hết. Nhưng mà bắt đầu khi mà 4 tháng nay học quýt thì em có cảm giác rằng là cuộc sống của mình là do mình chủ động. Và cái mong muốn của mình, rồi là từ cái mong muốn của mình mà cái sự ngộ ra dẫn tới là cái cuộc đời mình có thể thay đổi rất là nhiều. Vậy thì có lúc mà vợ chồng em cũng ngồi tâm sự với nhau thì mới hỏi rằng là thế không biết rằng là cái sự mà gọi như là cái số phận sắp đặt trước ấy, và những cái tiến bộ của mình mà mình chủ động ngày hôm nay, thì đối với hai thuyết thì nó có cái gì mâu thuẫn nhau không ấy ạ? Dạ xin thầy chỉ giáo thêm ạ. Dạ vâng ạ. Bữa nay học về tổng nghiệp á, mới hiểu được cái đó. Nó có ba cái thuật ngữ hiện nay người ta đang lăn tăn nè. Đó là con người có số mệnh không? Con người có định mệnh không? Và thêm một cái nữa là con người có nghiệp mệnh. Vậy thì con người của mình có cái gì? Thì nếu ai tin về số mệnh thì sanh ra số gì là do cái đó gọi định mệnh, thì ngày tháng năm sinh kiểu sao nó quyết định vậy à? Vận mệnh của con người nữa, vận thì lên xuống rồi này kia không nói. Vậy thì con người có cái gì? Chút xíu chúng ta học về các khái niệm rồi chúng ta hiểu về tổng nghiệp nói cái này. Vậy thôi. Nếu mà để cho toàn nói á, thì bản chất con người không có số mệnh, không có định mệnh,
cũng không có vận mệnh, mà con người có nghiệp mệnh. Vậy thì nghiệp mệnh thì mình có thể chọn lựa được cái, mình có thể lựa chọn được cái nghiệp theo mong muốn của mình được. Mình không có thay đổi, nhưng mình chọn lựa hướng đi. Cùng một lúc từ ở đây mình có thể có 5 tới 10 con đường đến một nơi nào đó. Thì nếu mình không biết á, thì nó định ở một con đường nào đó thôi. Còn nếu mình biết thì mình có thể chọn lựa chọn con đường nào đó để đi, là do mình quyết định. Do mình không biết á, nên mình nói, mình nghĩ nó là định mệnh, mình nghĩ nó là số mệnh, mình nghĩ nó là vận mệnh. Nhưng nếu mình biết rồi, về nghiệp mệnh rồi, thì con người mình có thể chọn lựa cái hướng đi của mình, có thể lựa chọn được cái đó. Vậy thôi. Còn tất cả những cái thiết gì trên thế giới này, định con người không thể thay đổi. Tất cả những cái đó là nó làm cho chúng ta mê muội đi, và dần dần chúng ta tin vào cái điều không thể thay đổi đó đó, thì nó sẽ không khác gì một con trâu con bò sanh ra thì nó đã quyết định nó rồi. Chúng ta là người thì chúng ta cũng có thể thay đổi được. Chúng ta không có ngạo mạn là tôi nhất định phải thay đổi, nhưng mà chúng ta biết, nếu biết cách, chúng ta hoàn toàn có thay đổi được cái cuộc đời của mình. Bởi vì mình là người, mình có nhận thức, mình có trí tuệ. Nên đó, những cái điều này mình phải hiểu rõ thì mình mới đổi được. Còn không có thì con người có số mệnh và định mệnh sẵn hết. Tại vì sanh ra ở đâu, làm gì, kiểu sao, thì mình hiểu theo hướng gì. Nhưng mà khi chúng ta hiểu nữa thì chúng ta sẽ, ngày hôm nay chúng ta hiểu về tổng nghiệp á, thì các anh chị sẽ hiểu sâu cái này. Mình được quyền lựa chọn cái tổng nghiệp theo mong muốn, nếu mình hiểu nó. Em có thể hiểu cái gốc để mình có thể đổi hình đổi đời ở đây vẫn là công đức phước đức là cái chính, và rõ cái mong muốn của mình thì mình sẽ có thể đổi được cả cuộc đời của mình. Tại vì mình chưa học khái niệm đó, bữa nay mình mới bắt đầu học khái niệm. Dạ vâng ạ. Bữa nay mình mới học khái niệm. Dạ. Dạ biết ơn thầy ạ. Trong... Dạ. Em xin mời chị Nguyễn Thị Úc Hiền hả? Em không có thấy luôn nè. Không có thấy chị ở đâu luôn. Thấy tên Úc Hiền nó mà không thấy đâu. Rồi, thấy đây. Dạ, yeah, hai thầy, hai mọi người. Dạ, yeah, em chỉ muốn lên đây gặp thầy, thầy kiểu thầy rất là nhiều. Yeah. Em nghe rất là nhiều, không em nghe cũng khá nhiều trên YouTube thôi. Đây là cái khóa học đầu tiên mà em được thấy mặt thầy. Hân hạnh được gặp chị. Dạ, rất hân hạnh được gặp thầy, biết ơn thầy. Dạ, em ở hiện tại em đang ở Mỹ, nhưng mà em trước khi mà đời em nó gặp vấn nạn á, thì em đã lao ra ngoài để em học rất nhiều khóa học. Tại vì em thấy lúc đó bản thân em tự thấy là mình quá thiếu nhiều kiến thức, mình thiếu nhiều cái tri thức đúng đắn quá, nên nó mới gặp những cái vấn đề như vậy, và những cái lựa chọn của mình nó dẫn tới sai như vậy. Thì rất là may mắn là học nhiều nhưng mà không thu được lại bao nhiêu hết, là vì cái thời gian nó bị chênh lệch, rồi em có con nhỏ, rồi em phải cân đối với cái thời gian bên này nữa, nên vừa học nhưng mà nó rất là hơi bị bất cập về cái thời gian. Nhưng khi gặp tới khóa thầy á, trên YouTube á, là giống như là thực sự là vô cùng biết ơn thầy với mọi người. Tức là bên trong em nó xúc động nội tâm là liên tục luôn. Từ lúc mà học là nó luôn, nó nhìn thấy được rất là nhiều bài học luôn. Bài học mà nó nhẹ nhàng hơn lúc trước là bắt đầu em thu mình lại, bắt đầu em quan sát nhiều hơn, quan sát tâm mình nó phản ứng với cái thế giới bên ngoài.
lúc đó là em có phần rụt rè, nhưng mà khi học thầy một cái thì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mình nhìn mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, và cái kiến thức nó đi vào trong mình nó cũng nhẹ nhàng hơn. Mình có cái hướng xử lý nó cũng vô cùng nhẹ nhàng luôn, chứ không như lúc trước là em bắt đầu thu mình lại, em chỉ có dám quan sát tâm mình nó phản ứng như thế nào để mình phòng lại mình thôi. Nhưng mà giờ thì em thấy mình thật ra rất rất xúc động, đi trong nó vô cùng xúc động. À, lúc trước em cũng tìm nhiều cách để là giúp cho người nhà mình, học cũng học những cái khóa học để nhìn lại được bản thân họ, để học có cái đời sống nó tốt hơn, mình cũng vậy. Nhưng mà mình thấy mình làm được cái nó không đúng, tại vì vốn dĩ bản thân mình nó cũng chưa an vui, bản thân mình nó vẫn chưa biết, thì làm sao mình giúp người khác được. Cái điều đó vô lý, nên khi đó là em cắt hết mọi cái, là em bắt đầu chỉ đi tìm mình thôi. Thì rất là may mắn là khi đến được cái khóa này á, thì thấy mọi thứ nó xuôi hơn, cái mối quan hệ mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, và nó thuận lại nhiều hơn rất là nhiều. Mình đứng trên và mình nhìn thấy mọi cái thứ nó đến với mình, nó đều có một bài học rất là tuyệt vời, nên mình không có phải chạy trốn như lúc trước. Lúc trước là dễ dàng chạy trốn, bỏ chạy đi liền, không có dám nhìn lại luôn. Nhưng bây giờ thì mình thấy biết ơn mọi thứ, một cái sự cái đồ vật hay là cái sự vật hay sự việc nào nó tới với mình vô cùng biết ơn. Thì em ra lại mọi thứ lúc nhỏ em cũng còn là rất mong muốn chia sẻ những cái gì mình học được với người thân mình, với bạn bè của mình. Nhưng mà lúc đó là mình nhìn ra lại thấy ra những cái đó mình thường xuyên làm rồi, nhưng mà mình do vì mưu sinh thì mình cứ chạy theo vậy. Tới bây giờ thì khi tới cái khóa học thầy thì cái bên trong, cái nhân bên trong mình nó lộ ra rõ hơn, và mình rất là khao khát cái việc chia sẻ. Mình rất là mong muốn, tại vì mình thấy khi là ai mà tiếp cận được những kiến thức này, cái bản thân họ tự chuyển hóa, họ tự giúp họ, thì nó rất là vô cùng quý giá, vô cùng quý giá. Và lúc trước em cũng đọc nhiều sách biên kinh Phật nhiều hơn, nhưng mà em thấy rõ ràng là nếu mà mọi người có kiến thức thì mọi người cũng sẽ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc đó mình chỉ thấy mình hơi bị khó khăn khi mình đọc theo sách nhà Phật trước, thì mình cảm giác mình hơi khó khăn quá, mình thấy mình khắt khe quá, mình khắt khe với bản thân mình quá. Nhưng mà khi tới với thầy, tới với những cái khóa học của thầy chỉ dạy á, thì tự nhiên mình thấy nó nhẹ hơn, nó nhẹ xuống một cái bậc rất là nhiều luôn, nó không còn khắt khe như lúc trước nữa. Với lại em cũng có ước nguyện là muốn vào mentor, để có thể giúp đỡ con mình về sau, giúp đỡ bản thân mình, giúp đỡ con mình và những cái người nhân viên bên này đối với mình. Giờ Mỹ học mentor đơn giản mà. Chưa biết hình thức sao hả? Hình thức học buổi sáng sớm, 4:30 sáng giờ Việt Nam. Dạ. Thời gian chị ở bang nào? Ở bang Massachusetts. Không biết cái bang đó luôn, nên là tự xin. Ở thành phố Boston á thầy, nghe thành phố Boston 13 thành phố lớn nhất của 13 thành phố của nước Mỹ về du lịch. Dạ. Thì thời gian của bên bển cách ở Việt Nam nhiều. Em chưa tư duy được Bắc Mỹ, em chưa tư duy được phía Nam, phía Bắc, phía Tây của Mỹ nữa. Dạ 13 tiếng. Vậy là 4:30 sáng bên đây thì 5:30 bên này. Rưỡi bên bển. Dạ. Giờ đó học đó. Dạ, thầy cho em cái thông tin, cái người nào để em liên hệ, em đăng ký làm học mentor, hay là những cái bước học mentor như thế nào? Thì học nghiêm túc nhất cái khóa này là điều kiện đó. Offline gì? Yeah. Học nghiêm túc. Sau đó vài bữa gửi cho chị cái tới khi gần phỏng vấn, còn 1-2 tháng nữa người ta sẽ tiến hành tuyển dụng. Thì người ta gửi cái form để các anh chị trắc nghiệm,
Chị học thêm mấy cái lớp tài chính, lớp sức khỏe, lớp em có là hai gân đỡ cốt, thì mấy cái đó yêu cầu học trực tiếp toàn diện, nhưng mà lớp này là yêu cầu trực tiếp qua Zoom. Sau đó cái chị trắc nghiệm đậu thì vô đợi phỏng vấn, vô phỏng vấn đậu học mentor hết. Dạ hiện tại em cũng đang học tiếng Anh tâm thức, cũng học về tài chính, lớp tài chính của cô, nhưng mà toàn học qua YouTube hết, tại vì em phải linh động theo cái giờ của mình á, có giờ nào học giờ đó, nên cũng chị mới sắp xếp được hai lớp là lớp tiếng Anh. Một số anh chị không biết á, nên một số anh chị quay màn hình của mình đưa lên á, thì vài bữa mình khắc phục cái này để hỗ trợ cho các anh chị nè. Đó là các anh chị lên mạng á, anh chị cài cái phần mềm nó tên gọi là Quiz Daily. Thì trong đây á, hàng ngày á, gửi cho các anh chị các câu nói hay để nhắc nhở các anh chị cài lịch gửi. Sau đó có nhật ký là các anh chị ghi được bài học tâm đắc ngộ ra. Các anh chị có mạng xã hội nội bộ để chuyển hiện thực. Ha. Có chuyện kể, hàng ngàn câu chuyện kể để các anh chị kể về nội tâm. Trong đây thì có kho dữ liệu, thì vài bữa có thư viện bài giảng nè. Thì vài bữa Toàn sẽ đưa cái mấy bài giảng của mình này nè vô trực tiếp vô đây, mà có video luôn cho các anh chị coi, để các anh chị có thể coi trong đây. Nên vài bữa các anh chị các khóa học nó đều có trong đây để các anh chị coi lại, có hình. Thì để cho các anh chị được cái đó, rồi có gì đó nó đơn giản. Thì cái app này á, là cái phần mềm này á, là các anh chị cài đi, rồi có bộ mật mã rồi nữa nè, gọi mật mã, gọi tổng nghiệp đồ này kia đó, có những cái mật mã rồi định hướng nào nữa nè, có rút 5 lá mật mã để hiểu vài bữa hướng dẫn tại sao các mentor hướng dẫn các anh chị dùng đó. Thì các anh chị cài phần mềm này đi, rồi các anh chị xài, đang phát triển cái phần mềm này nè, có ai rảnh rảnh lên đánh giá 5 sao cho nó lên tìm kiếm cao, các anh chị dễ dễ ấy à. Dạ em có tải cái này rồi, em xài nay được tháng rồi á. Thấy hay không, đã không? Dạ em vô đây thường hay nghe mấy cái trong mấy cái khóa học trong này, mà mới có một cái khóa học này up thôi là em thấy có không, khóa không học chuẩn bị đưa lên cái nhiều lắm, đưa lên trong đây nhiều bích nó trơn trên đây để cho các anh chị coi nó chứ. Rồi các dạ. Nhiều lắm, nhiều cái lắm. Từ từ đi, đang làm từ từ làm tốt cho các anh chị ấy. Biết ơn thầy. Em xin hạn chế thầy điện cô. Thoại Android là sao? Android vẫn xài bình thường mà. Điện thoại Android vẫn xài bình thường là đâu có Android không xài được đâu. Em cảm ơn thầy. Hôm nay có nhiều người xin ý kiến Toàn, thì có gì Toàn để cái lớp học cho lên đó cho các anh chị. Rồi ai rảnh rảnh mà không gài có cài á, lên đánh giá 5 sao đồ lên cho nó tìm kiếm cho đơn giản ngay. Mấy ngàn người xài mà không có ai đánh giá. Thầy đánh cho em hỏi một cho em hỏi thêm một câu nữa. Em có dự định về Việt Nam tháng 1 mà không biết cỡ tháng 1 bên thầy có lớp offline nào không? Tháng 1 thì có một chương trình gọi là Đại hội tổng kết Mentor 4. Thì coi ai liên hệ với ban tổ chức, nếu phỏng vấn đậu Mentor 5 á, tới đó phỏng vấn xong hết rồi thì xin đi để nhìn cái hoàn cảnh á, thì coi ai có đủ cái điều kiện đi không thì người ta tạo điều kiện. Thầy liên hệ với ai thầy? Vài bữa phỏng vấn mentor từ từ đi, kết nối với người ta có sâu à, mới mà. Nên trước mắt vậy đi ha. Ok, thank you thầy. Bye bye thầy, con bye bye thầy. Còn nhân mạch giới thiệu chị đó, chị giao lưu với nhân mạch biết hết mà. Con cảm ơn thầy. Biết ơn chị. Rồi, xin mời các anh chị nghe thưởng thức âm nhạc. Chúc mừng các anh chị. Chánh ơi. Dạ, có em đây thầy. Em giúp anh hết âm nhạc ha. Dạ.
Dạ, chúng ta bắt đầu nghe các anh chị. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tục. Ba khối. Ác đức. Công đức. Phước đức. Ba khối ác đức, công đức, phước đức và tổng nghiệp. Tổng nghiệp thì có thức, có duyên, có quả. Tổng nghiệp thì có thức, có duyên, có quả. Còn ba khối thì khối ác đức, khối phước đức, khối công đức. Các anh chị ghi giúp Toàn ác đức. Tương ứng với khối điện từ âm. Ác đức tương ứng với khối điện từ âm. Ác đức tương ứng với khối điện từ âm. Được được tạo ra, được tích tạo, được tạo ra. Các anh chị vẫn nghe toàn rõ không? Các anh chị có, chị Kim Thoa nói là không nghe được nè, các anh chị còn nghe toàn không? Dạ nghe vậy tốt rồi. Chị Kim Thoa kiểm tra lại máy móc thiết bị của mình ha. Được tạo ra khi làm người khác đau khổ. Được tạo ra khi làm người khác đau khổ. Hay còn gọi là được tích. Được tích vào. Hay là được tạo ra khi làm người khác đau khổ. Chứa trong vỏ bọc tánh người. Chứa trong vỏ bọc tánh người. Dạ, chứa trong vỏ bọc tánh người. Chứa trong vỏ bọc tánh người. Toàn xin phép toàn đọc lại. Ác đức tương ứng với khối điện từ âm được tạo ra hay là được tích đó. Được tích lũy, được tích. Mình dùng từ tích tạo thì kỳ quá, tại vì cái từ tích tạo là dành dùng cho cái từ phước, nhưng mà nó cũng được tích đó, được tạo đó. Do làm cho người khác đau khổ. Trời mưa lớn quá hả? Trời mưa lớn quá, em nói lớn lên hay sao? Trời mưa lớn quá hả? Dạ. Mưa to hả? Anh chị đang ở đâu mà mưa lớn à? Sài Gòn hả? Ồ, hôm em đi ra Phan Thiết cái Sài Gòn trời mưa to hả? Ừ. Hên ở ngoài này không mưa, mưa lâm râm. Dạ.
Quên nó đi, bây giờ quên mưa luôn đi. Toàn nói chuyện lớn nhất có thể ha. À, Toàn để coi Toàn nói lớn hơn chút cho các anh chị nghe. Rồi, các anh chị nghe chưa? Nghe lớn hơn chưa? Nghe lớn ha. Rồi, Toàn nghe lớn nha, nói lớn nha. Rồi, áp đức tương ứng với khối điện tử âm được tạo ra khi làm cho người khác đau khổ được chứa trong vỏ bọc tánh người. Vậy thì các anh chị coi nè, có những hành vi mà hành vi thiện nhưng mà khả năng tích ác đức không? Hành vi thiện khả năng tích ác đức không? Theo các anh chị, hành vi thiện khả năng tích ác đức có. Vậy thì có những hành vi bình thường thôi nhưng mà có tích ác đức không? Theo các anh chị, ví dụ hàng toàn lấy ví dụ hàng con của chúng ta nó không chịu ăn cơm, nó ăn uống thất thường, nó không chịu ăn, mẹ nó rất là đau khổ vì điều đó, thì theo các anh chị đứa bé đó nó tích ác đức không? Nói tích ác đức thì kỳ nhưng nó chứa khối điện tử không? Tại vì làm mẹ nó là người ơn của nó mà, chăm lo cho nó hàng ngày tối ngày sáng đêm, cái mẹ nó đau khổ, thì nếu nói tích ác đức thì kỳ, nhưng mà đứa trẻ đó nó sẽ tích vào khối điện tử âm. Thì theo các anh chị, mình càng đau khổ càng lo lắng cho cái hành vi đó thì đứa trẻ nó có sáng lên không, nó có thay đổi không? Theo các anh chị không? Vậy thì cái tâm thái của mình trong cuộc sống hàng ngày á, nó cũng quyết định á rất lớn đến cái việc người khác tích ác đức hay phước đức. Nên thông thường á không hiểu đạo lý này, nên là nhiều khi những người thân yêu á, vì mình yêu thương mà mình hại người ta, mình yêu thương quá mà mình hại con mình, hại chồng mình, hại vợ mình, hại những người xung quanh, được không? Nên là mình xét về cái sự trạng thái á, những người xung quanh có sự đau khổ thì tích ác đức. Vậy thì thay đổi sao hả? Thì từ từ thay đổi sao? Mình làm giàu tâm thái nó sẽ hết cái đó. Mình ghi vô đi. Vậy thay đổi sao? Thì nói là mình làm giàu tâm thái hết cái đó. Thì những ngày tới chúng ta hiểu về giàu tâm thái là sao thì nó sẽ khắc phục được cái đó. Được ha. Được không? Rồi, phước đức. Làm giàu tâm thái sẽ hết ác đức cả. Không. Câu đó thì lại khác nữa. Ý nói lúc nãy á là mình đau khổ đối với hành vi của người khác thì làm cho vô tình á là người ta tích khối điện tử âm. Thì tâm thái của mình á, vào tâm thái là mình luôn có sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn á, thì tự khắc á cái đó nó xóa đi và không làm tổn hại đến những người thân yêu chúng ta nữa. Còn không phải là chúng ta làm vào tâm thái sẽ hết ác đức, mà đúng như vậy đó. Khi làm giàu tâm thái thì nó nâng cái trạng thái rung động điện từ của nội tâm lên rồi, thì đúng thật sự thì nó cũng nâng lên, nó còn dương với cân bằng với dương rồi, thì không có khái niệm cái khối điện từ còn âm nữa là đúng. Nhưng mà dùng nói một câu làm giàu tâm thái hết ác đức thì nó cũng không đúng. Nhưng mà làm giàu tâm thái của mình lên thì nó sẽ hạn chế được việc mà làm cho những người xung quanh mình á nó tích ác đức, thì mình trở thành quay trở ngược lại, để mình trở thành cỗ máy công đức phước đức của người.
thì những ngày tới chúng ta nói sau cái ý đó ha. Rồi Phước Đức, Phước Đức tương ứng với điện từ dương, tương ứng với khối điện từ dương. Phước Đức tương ứng với khối điện từ dương. Được tích tạo khi làm cho người khác vui vẻ. Được tích tạo khi làm cho người khác vui vẻ. Được tích tạo khi làm cho người khác vui vẻ. Dạ, cái này thì tích tạo, tại vì nó tích cực đó, nên mình nói mình nó theo hướng tích tạo. Còn cái kia mình chọn cái từ tạo ra. Được tích tạo khi làm cho người khác vui vẻ. Tới đây chờ. Hay nói cách khác là thỏa mãn tham tưởng về tài sắc danh thực thì. Mở ngoặc ra. Hay nói cách khác là thỏa mãn tham tưởng tài sắc danh thực thì. Hay nói cách khác là thỏa mãn tham tưởng về tài sắc danh thực thì. Hay nói cách khác là thỏa mãn tham tưởng về tài sắc danh thực thì. Có nghĩa là mình làm cho người ta vui vẻ thì vui vẻ kiểu sao? Biết đánh người rồi. Khi có phước khi nào thỏa mãn cho người ta về tham tưởng về tài sắc danh thực thì tích phước. Được ha. Chứa trong vỏ bọc, chứa trong vỏ bọc tánh người. 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 Dạ. Chứa trong vỏ bọc tánh người. Chứa trong vỏ bọc tánh người là sao hả? Là nè, cái khối điện tử đây nè. Thì vỏ bọc tánh người thì nó nằm ở vỏ bọc tánh người. Còn công đức á, là chứa trong vỏ bọc tánh chân thật. Có nghĩa là nó nằm ở vỏ bọc tánh người. Vậy thì ác đức với phước đức đều chứa trong vỏ bọc tánh người. Có ai đã từng nghe có một số người là khi hưởng được tận phước thì ác đức nó trỗi dậy không? Các anh chị từng nghe này không? Có ai có nghe là hưởng tận phước thì ác nó trỗi dậy, ác đức nó trỗi dậy không? Vậy thì bản chất nó là điện từ âm dương thôi. Nếu có dương thì không có âm, mà hết dương không còn dương thì âm nó trỗi dậy. Nên con người của mình á, nhiều khi sanh ra đã có phước để hưởng rồi, nhưng không biết giữ và không biết tích tạo thêm, thì từ từ ác đức nó sẽ trồi dậy. Nên nhiều khi tuổi thơ của một số người quá xuống, nhưng mà không biết giữ, không có biết tích tạo thêm, nên cuối cùng tuổi già đau khổ. Nhưng con số người sanh ra tuổi thơ rất là kém, nhưng mà biết tích tạo phước đức công đức, nên cuối cùng về càng tuổi càng lớn, về gần về già thì tuổi già càng đổi. Được không? Hiểu ấy này ha. Rồi. Công đức. Công đức. Khối điện từ quang. Mở ngoặc ra. Điện từ cân bằng. Công đức. Tương ứng với khối điện từ quang. Mở ngoặc ra. Điện từ cân bằng. Công đức. Tương ứng với khối điện từ quang. Mở ngoặc ra. Điện từ cân bằng. Công đức tương ứng với khối điện từ quang, mở ngoặc ra, điện từ cân bằng. Được tích tạo khi giúp cho con người nâng tầm nhận thức nội tâm. Được tích tạo khi giúp người khác để cho nó đơn giản.
được tích tạo khi giúp cho người khác nâng tầm nhận thức nội tâm. Được tích tạo khi giúp người khác nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ. Được tích tạo khi giúp cho người khác nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ. Công đức tương ứng với khối điện tử. Anh thần nhân sao ông nói chuyện giữ với ông nhân? Ông nói chuyện điện thoại không làm gì giữ với ông nhân? Ông lo ông ghi công đức phước đức mà ông coi kìa, ông nói chuyện giả mang luôn kìa, mà lại trước mặt toàn nữa chứ. Công đức phước đức không hào ngọc, nghe nói chuyện điện thoại uổng cuộc đời của con người quá. Tiếp tục. Công đức á, tương đứng với khối điện từ quang, mở ngoặc ra điện từ công cân bằng. Được tích tạo thì giúp người khác nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ, mở ngoặc ra bằng tầng bậc ba. Tầng bậc ba tầng bậc ba tầng bậc ba ý nghĩa anh sao? Ý nghĩa anh sao các anh chị? Nó là một dạng điện từ quang. Điện từ quang thì chứa trong đâu? Được chứa trong vỏ bọc tánh chân thật. Vậy thì nhân quả nó đơn giản như thế này. Nhân quả nó đơn giản như thế này. Đó là khi bạn giúp cho anh ta nhận về cái sự chân thật nơi chính mình, là nâng cái nhận thức nội tâm lên tầng bậc 3 là tánh không của nội tâm. Thì những ngày tới chúng ta học sao? Thì khi nâng cái trạng thái này lên tánh không của nội tâm, thì người ta nhận được cái điện từ quang nơi con người của người ta, nhận được nghe thấy nói biết chân thật nè, thì bên trong của mình lại tích tạo cái khối đó. Được chưa? Thầy đang tích được công đức đúng không ạ? Không. Có ai nhận gì đâu. Nhận được cái này thì mới có cơ may. Mà thấy mình tích tạo công đức phước đức thì nó cũng vòi đèn mất tiêu rồi. Có nghĩa là đang nè, mình giúp người ta nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng lên tầng bậc trí tuệ, thì tầng bậc 3 thì mới được. Rồi, theo góc nhìn của nhà Phật, theo con nhìn, theo hệ quy chiếu của nhà Phật, giúp con người giác ngộ giải thoát thì tích tạo công đức. Theo hệ quy chiếu của nhà Phật, giúp con người giác ngộ giải thoát tích tạo công đức. Theo hệ quy chiếu của nhà Phật, giúp cho con người giác ngộ giải thoát tích tạo công đức. Còn bình thường chúng ta cứ nhân quả đơn thuần, chúng ta hiểu thôi, giúp ai đó nhận về sự chân thật nơi chính mình, hay còn gọi là họ nhận được cái tánh không của nội tâm, hay là trạng thái an vui, thì chúng ta thuận duyên bên trong của chúng ta, nó sẽ làm lớn cái nhân đó bên trong của chúng ta lên, thì coi như là chúng ta tích được một phần công đức, phần nhỏ công đức đủ để cho chúng ta sao ạ? Đủ để chúng ta có thể cân bằng được cái nội tâm của con người mình lại, đủ để chúng ta giành lại một phần nào đó cái quyền điều khiển lại chiếc xe tự lái của chúng ta. Điều khiển lại nó một phần nào đó. Rồi, những điều sau ảnh hưởng đến công đức phước đức. Những điều sau ảnh hưởng đến công đức phước đức.
Thầy ơi em hỏi làm sao biết đã giác ngộ giải thoát hả? Bên nhà Phật người ta có quy định bao nhiêu phần giác ngộ? Nó khoảng 12 phần giác ngộ. Còn giải thoát thì khi nào người ta mất thân rồi, người ta đi về nơi vô sanh đó, chấm dứt con đường luân hồi của họ, chứ sao mình biết? Những điều sau ảnh hưởng đến công đức phước đức. Thứ nhất, oán trách. Oán trách. Oán trách đó. Oán trách thì mất phước. Mình không có dám nói là mình là tích ác đức, nhưng mà các anh chị dùng cái từ gọi là mất phước. Oán trách mất phước. Oán trách mất phước. Phụ nữ á, phụ nữ mất phước, dễ mất phước. Có anh chị hỏi lại công đức thì được bao bọc trong vỏ bọc tánh chân thật, chứ đâu có vỏ bọc tánh người. Oán trách mất phước. Công đức được được chứa trong vỏ bọc tánh chân thật. Dạ. Ở đây con câu hỏi có chấm dứt được luân hồi không thầy? Cái đó thuộc về vũ trụ quan rồi, mình không có nói ở đây. Rồi, oán trách mất phước chưa? Phụ nữ dễ mất phước do oán trách. Có ai là phụ nữ mình coi mình hình dung lại nè. Rất là tâm của mình rất là sanh ra cái việc quẻ mất, dễ mất phước không? Có các anh chị thấy là có sanh ra cái sự quán trách không? Phụ nữ chúng ta có để ý cái này không? Phụ nữ có để ý cái này không? Em đâu có đọc nhanh đâu. Em đọc có mấy từ mà có nhanh gì đâu. Để chữ quán trách. Các em biết bao lâu em mới đọc tiếp. Mất phước. Sau đó em nói phụ nữ dễ mất phước do oán trách. Nó đơn giản gì mà có nhanh gì đâu. Rồi em để biết bao lâu em hỏi nữa. Từ lưa hết trơn mà có gì đâu nhanh. Rồi các anh chị hình dung nè. Tại sao phụ nữ dễ quán trách do mất phước các anh chị? Dễ quán trách các anh chị? Các anh chị có để ý không? Tại sao phụ nữ dễ quán trách? Bởi vì cấu trúc điện từ á, của cơ thể người phụ nữ á, do cấu trúc điện từ âm nhiều hơn dương. Nên khi cấu trúc điện từ âm á, thì con người chỉ cần va chạm một cái điều gì đó bất như ý thì người phụ nữ rất là dễ oán trách, bởi vì do cấu trúc điện từ của người phụ nữ dịch là âm nhiều hơn dương, nên là phụ nữ dễ oán trách. Nên là người phụ nữ mất phước, dễ mất phước nhất á, là phước của người phụ nữ tạo nhiều lắm. Toàn quan sát lại thì toàn thấy người phụ nữ muôn vàng cái phước để được tạo. Hàng ngày trong cuộc sống người phụ nữ rất đơn giản để tạo phước báo xung quanh. Phước đức phước báo là toàn dùng thuật ngữ như nhau nghe các anh chị. Muôn vàng cái luôn. Cái gì làm cũng tạo phước được hết. Nhưng mà ngặt nổi là gì? Xây lên rồi thì sao? Đập xuống. Tại vì phước đức của một con người á, nó giống như một núi tiền. Một que diêm cũng có thể đốt cháy. Ý nghĩa là sao? Phước đức của một con người như một núi tiền. Một que diêm cũng có thể đốt cháy. Tại sao? Một que diêm thôi cũng có thể đốt cháy. Là bởi vì có tích lũy bao lâu thì tiền một que diêm thì sao ạ?
thì chúng ta sao tích lũy bao nhiêu thì cũng dễ, mà người phụ nữ thì tích phước báo nhiều lắm, nhưng mà cũng dễ đốt cái phước báo đó của mình thông qua cái việc quán trách. Mình đang nói cái quán trách, các anh chị tập trung chỗ quán trách đi. Còn phạm giới dâm dục đồ này kia thì cái đó nó thuộc về tà dâm mà. Cái đó nó chút xíu nói nữa. Anh chị có thể ghi phước đức như một núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Anh chị ghi đi. Còn Vân Vũ có nói là sự tức giận á, đốt cháy cả rừng công đức á, thì mình quên đi. Tại người ta nói vậy thôi chứ công đức không có bị đốt cháy. Còn công đức như một núi vàng, khó bị đốt cháy nhưng dễ bị bôi đen. Phước đức như một núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Công đức như một núi vàng, khó bị đốt cháy nhưng dễ bị bôi đen. Công đức thì tích lũy thì các anh chị không lo, tại vì nó là điện tử cân bằng mà. Nên á, nó đâu có mất âm dương, nó đâu có mất đâu. Nó còn ở đó. Nhưng mà nó bị bôi đen đi. Ở đây con câu hỏi là than thân trách phận có oán trách không ạ? Có oán trách, trách bản thân. Vậy thì oán trách á, người phụ nữ dễ bị mất phước do oán trách. Nhưng mà người đàn ông á, nhanh mất phước do oán trách. Người đàn ông nhanh mất phước do oán trách. Người đàn ông nhanh mất phước do oán trách. Bản chất đó, cái từ ở đây có một số câu hỏi nè, bôi đen là sao thầy nè, phước đức công đức thể hiện khác nhau như thế nào hả? Phước đức của một con người thì khi họ có tích lũy á, thì họ sẽ được đời sống của họ về tài sắc danh thực thì nó tốt hơn người bình thường, liên tích phước. Còn đối với công đức thì nó liên quan tới trí tuệ của con người, liên quan tới nhận thức nội tâm của con người, thì nó khác nhau. Tích lũy công đức á, cũng không làm cho đời sống cái người đó tốt lên về vật chất, nhưng mà tích lũy phước đức thì đời sống của người đó tốt lên về vật chất và cuộc sống nói chung đều tốt lên. Còn công đức thì nó liên quan tới trí tuệ. Mà ngọn đèn trí tuệ là một trong những ngọn đèn thắp lên thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta thắp hết tất cả ngọn đèn còn lại đơn giản. Nên việc tích tạo cái công đức rất quan trọng đối với một người. Rất quan trọng, muốn thay đổi cuộc đời thì không có gì đơn giản hơn là tích tạo công đức. Thay đổi cuộc đời nhanh á. Mọi sự đốn ngộ của con người trong nhân loại này nhanh là đều do công đức mà nhanh. Còn đối với phước đức thì cần tích tạo thì nó sẽ đáp ứng được cái đời sống về tài sắc danh thực thì. Mình không có dùng cái từ trí tuệ bị bôi đen, mà mình có thể mình nói một người đó bị lu mờ trí tuệ hay là gì đó. Còn đối với công đức thì mình dùng cái từ bôi đen để đại diện cho việc giống như giờ một cục vàng. Nếu bôi đen hết thì người ta không có nhìn thấy nó là vàng thì xài không được, không có giá trị. Còn về cái kiến thức vũ trụ quan á các anh chị, khi một con người có công đức quá thì thực thi không được nhân quả, nên buộc phải bôi đen đi để thực thi nhân quả. Sáng quá thực thi nhân quả không được thì người đó sống đời sống bình thường không được. Nên là cũng không phải có công đức sáng quá mà đời sống người đó tốt. Nếu nói về đời sống vật lý,
Ở đây vậy thì nghĩa là làm đạo tạo là có khả năng tích nhiều công đức nhất thầy Hán à, không? Cái đạo tạo của con người nhiều khi giết họ chấp kiến cũng bôi đen công đức, ngạo mạn cũng ảnh hưởng đến phước báo, nó nhiều cái lắm. Các anh chị phàn hả vội, các anh chị nhớ đúng cái từ quán trách dùm Toàn đi, các anh chị đừng có vội hỏi thêm. Nên là các anh chị giúp đỡ Toàn nào, quán trách nhớ hết chưa? Nhớ quán trách không ạ? Nhớ quán trách nè, nhớ quán trách thì chúng ta chú ý từ quán trách nè. Phụ nữ dễ bị mất phước báo do quán trách là do cấu trúc điện từ. Đóng cửa giùm ba và nhỏ cái tivi lại giúp ba. Phụ nữ á dễ bị mất phước báo do quán trách là cấu trúc điện từ của người phụ nữ theo chiều hướng âm. Nhưng mà nam giới nhanh mất phước báo do quán trách là bởi vì do đâu? Ổng cấu trúc điện từ theo chiều hướng dương mà lại đi quán trách thì nó quá âm rồi mới quán trách. Nên là người đàn ông mà quán trách đó thì nó nhanh mất phước trong tích tắc, không có gì nữa chứ. Được chưa? Ở đây Phượng Nguyễn có hỏi, thầy nói rõ thêm về công đức sáng quá thực thi nhân quả không được thì thuộc về kiến thức của vũ trụ quan, nên chỉ biết vậy thôi, không có trả lời. Quay trở ngược lại ha, công đức á, cái quán trách của người nam á, quán trách thì nó rất nhanh, nên là không có nam không có dễ mất phước báo quán trách nha, mà là nhanh mất phước do quán trách. Có nghĩa là tốc độ của nó khủng khiếp, tốc độ quán trách á. Người phụ nữ quán trách rảnh rảnh quán trách thì thấy gì chứ, nó cũng không bị gì. Nó mất phước rồi từ 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 những gì mình làm nó giảm 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 giảm, rồi cái từ từ đau khổ đồ này kia chơi. Còn người đàn ông mà sinh ra quán trách rồi thì những cái gì họ xây dựng lên nó tan nát trong tích tắc, bởi vì do cấu trúc điện từ của người đàn ông á, là dương, nhưng mà đã sanh ra quán trách rồi thì thua. Người đàn ông đã quán trách gia đình rồi tan nát gia đình trong một tích tắc. Phụ nữ mà quán trách gia đình gì đó, quán trách chồng con, có thể từ từ không có khủng khiếp sụp đổ. Nhưng đàn ông quán trách rồi là thua, không cứu vãn được hôn nhân. Đàn ông mà quán trách sự nghiệp rồi, quán trách công ty rồi thì cũng không làm nổi. Mà đặc biệt người đàn ông mà quán trách đất nước rồi thì thua, buông liền ngay tức khắc, buông liền và cuộc sống hàng ngày trôi nổi liền, không muốn làm điều gì nữa. Nên là sự sụp đổ do quán trách của người đàn ông nó nhanh lắm. Vậy thì chúng ta không tập trung vô bóng tối này, các anh chị ghi vô giúp đỡ Toàn. Trân trọng biết ơn, xóa đi quán trách. Ở đây Lê Thị Minh Nguyệt nghe làm sao vậy ta? Đàn ông nhanh mất phước báo do quán trách, do cấu trúc điện từ của người đàn ông á là dương, nhưng mà lại sanh ra tâm quán trách thì có nghĩa là nó đã đẩy xuống âm quá rồi mới sanh quan quán trách. Chứ người đàn ông làm gì có chuyện hơi hơi đi quán trách, nên nó đã âm quá rồi nên âm nó đi xuống luôn. Chúng ta chú ý cái đó rồi hiểu tới đây chưa? Trân trọng biết ơn, xóa đi quán trách. Hai vị chúng ta tập trung ngủ làm sao để khắc phục được việc người phụ nữ dễ quán trách gì, làm sao khắc phục được người đàn ông mà dễ bị cái này bị cái kia vậy? Đàn ông cho anh có phước báo không? Có, mình đưa ánh sáng vô, mình có nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn thì trân trọng biết ơn nó tự đánh tan quán trách, đưa ánh sáng vô rồi xong, khỏi nói nhiều nữa. Khỏi sợ cái chuyện mất phước báo hay là mất phước báo, nhanh mất phước báo hay dễ mất phước báo nữa, nếu giữ được cái sự trân trọng biết ơn. Tại vì chúng ta phân tích bóng tối một chút xíu để cho các anh chị biết được ánh sáng gì cần đưa vào. Nên là chúng ta chỉ nghe biết thôi, các anh chị đừng gọi làm gì chứ, đừng gọi
kết luận sao, lo sợ gì hết cho mệt được không? Ai có hình dung được là nếu mình lưu giữ được sự trân trọng biết ơn trong con người của mình thì có quán trách xuất hiện được không? Theo các anh chị, vậy thì có thể định nghĩa người mà có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn có thể là bảo vệ phước báo của mình không? Ví dụ ha, người ta giúp đỡ mình một cái điều gì đó, người ta của mình một món quà, thì có phải hiểu là mình đang hưởng phước không các anh chị? Có phải là mình hiểu mình đang hưởng phước không? Hoặc là các anh chị nè, Toàn có một cái cơ hội, Toàn chia sẻ cho các anh chị những giá trị này, các anh chị nhận nhận giá trị mà Toàn chia sẻ thì tự nhiên Toàn đã tích phước báo không? Toàn hưởng phước không? Chứ đâu phải nói cái người ta lắng nghe được Toàn đang hưởng phước báo của mình đó. Các anh chị nghĩ đâu là Toàn đang tạo phước báo đúng không? Chứ thực chất đối với Toàn, Toàn đang hưởng phước báo mà các anh chị mang lại. Tại vì đâu phải người nào cũng nói người khác lắng nghe và thấu hiểu như vậy. Và đâu có nhân duyên như vậy trên toàn cầu, đâu phải ai cũng có nhân duyên này. Thì Toàn tự hiểu Toàn đang hưởng phước. Vậy thì Toàn phải khởi tạo nguồn năng lượng gì? Trân trọng biết ơn các anh chị thì nó mới bảo vệ phước báo của Toàn. Còn nếu mà Toàn không có nguồn năng lượng này thì từ từ sau sự ngạo mạn nó phát sinh. Thì chút xíu không có nguồn năng lượng này nó cũng dễ sinh ra tâm quán trách. Tại sao các anh chị không học như thế này, thế nọ, thế kia? Thì từ 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 nó cũng mất phước nhanh. Hiểu ý này không ạ? Nên ngày nào các anh chị vô đây Toàn cũng biết ơn các anh chị vì sự hiện diện của các anh chị hết. Con số người nói trời ơi, thầy cũng chia sẻ đồ này gì biết ơn, các anh chị đâu biết được. Là bởi vì nếu không có các anh chị làm sao Toàn có cơ hội truyền trao những cái tri thức mà của các cao nhân thiện đại tri thức gửi đến Toàn. Làm gì Toàn có cơ hội tạo lập cái giá trị. Làm gì Toàn có cơ hội làm được cái ấp ủ của Toàn bao nhiêu năm tháng. Chính các anh chị đã làm gì ạ? Cho cơ hội Toàn. Vậy thì Toàn rất là phước báo mới có thể làm được cái này. Vậy thì nếu Toàn muốn bảo vệ phước báo của mình thì Toàn phải khởi tạo cái gì? Cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn các anh chị, trân trọng biết ơn tri thức, trân trọng biết ơn các thầy cô, những cao nhân, những người mà đã chỉ điểm cho Toàn, thì Toàn sẽ tự khắc bảo vệ được phước báo của Toàn. Hiểu ý này không ạ? Nhưng mà đối với các anh chị nhận giá trị nào đó trong quyết, cái muốn bạo nhận, mình nhận là mình sao? Mình nhận là gì? Mình đang hưởng phước. Mình đang hưởng phước. Được không? Nhận là mình đang hưởng phước. Hưởng phước thì các anh chị khởi tạo cái gì? Khởi tạo nguồn năng lượng trân trọng biết ơn để bảo vệ phước báo của các anh chị. Chứ giờ mình nhận mà nhận nhiều quá không khởi tạo đó sao biết bảo vệ phước báo? Thì đó là trân trọng biết ơn, nó cũng là một cách để bảo vệ phước báo chúng ta. Rồi, quyết làm đơn giản lắm, đó là phí tỳ tâm. Các anh chị thấy quyết làm phí tỳ tâm. Con số người nói là gì? Trời, phí tỳ tâm người làm sao sống được? Người ta tư duy theo phước báo, công đức, phước đức, chứ ai tư duy theo tài chính. Nếu mà giá trị của quyết trao đi rất là nhiều, mà tài chính tỳ tâm nhận lại được thấp, thì theo các anh chị, có phải là quyết rất may mắn là quyết tích được phước báo không ạ? Các anh chị nè, tư duy nè, có phải khi biết tao tạo lập giá trị cái sau đó phí tỳ tâm nhận lại, mà nếu phí tỳ tâm nhận lại thiếu trong quá trình vận hành thì có phải là gì ạ? Quá mừng không các anh chị? Mừng không các anh chị? Mừng dữ không các anh chị? Quá mừng. Tại sao? Tại vì quyết đã làm gì? Tích phước. Đã không? Đã chưa? Đã chưa? Nhưng mà khi bắt đầu là gì? Tạo lập giá trị, cái bắt đầu phí tỳ tâm á, nhận về nhiều
Vậy thì mình hưởng phước không? Các anh chị, mình hưởng phước thì mình khởi tạo cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn. Nha. Sau đó mình lấy cái tài chính đó mình tạo lập giá trị nhiều hơn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, tư duy như vậy mà quyết tồn tại, quyết phát triển đó. Chứ không có hệ vi chiếu này làm không nổi cái chương trình này. Và có nhiều người á không có thể hiểu được cái điều mà quyết đang làm là nằm ở việc chúng ta không có hiểu được hết cái công đức phước đức của con người như thế nào á, nên chúng ta không có nắm được hết. Nắm không? Nắm ý này không? Rồi nên việc chúng ta có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn á, nó bảo vệ phước báo chúng ta lớn lắm á. Được ha. Nên á, người ta hỏi quýt á phát triển kiểu sao, toàn luôn nói quýt là thực thể sống. Nó được nuôi dưỡng bằng nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn, bao dung và an vui. Đó là một hệ quy chiếu rất là đặc biệt. Ai cũng nghĩ một doanh nghiệp sẽ được nuôi bằng tài chính. Nhưng mà gì quyết dĩ nhiên ẩn sau cái việc mà nuôi dưỡng bằng tài chính thì quyết được nuôi dưỡng bằng nguồn năng lượng từ cái sự chuyển hóa của con người. Từ cái việc con người có nguồn năng lượng an vui, bao dung và trân trọng biết ơn thì quyết nó lớn lên từ đó. Hệ quy chiếu khác nhau nha, hệ quy chiếu khác nhau nha. À, chúng ta nắm được ha. Rồi, các anh chị ghi tiếp. Ngạo mạn. Ngạo mạn mất phước. Đàn ông á dễ mất phước do ngạo mạn. Đàn ông dễ mất phước do ngạo mạn. Đàn ông dễ mất phước do ngạo mạn. Đàn ông dễ mất phước do ngạo mạn. Tại sao đàn ông dễ mất phước do ngạo mạn các anh chị? Tại sao đàn ông dễ mất phước do ngạo mạn? À, người đàn ông thì có khối điện từ dương, nên chỉ cần làm được nhiều điều gì tốt đẹp á, tích lũy phước đức á, làm tạo giá trị thì đàn ông dễ tích phước. Sau đó qua thời gian nó đẩy lên cao quá thì nó dễ hóa âm, nên là đàn ông á là dễ ngạo mạn lắm. Nên đa phần người đàn ông mất phước á là do ngạo mạn mà sanh ra. Thì ngạo mạn á là cho mình á cái quyền là mình là ta đây tài giỏi, ta đây là số một, đem tài chính nào về cho gia đình, nuôi dưỡng gia đình con cái thì cho mình một cái quyền muốn làm điều gì thì làm. Hoặc khoe khoang, nhiều cái thể hiện của cái ngạo mạn lắm. Có mình thì mới được, không có mình thì sao? Gia đình này chắc xong quá, công ty này không có mình thì sao? Chắc tan rã quá, hư hố ngớt quá. Thì mấy cái khái niệm gì đó, nguyên nhân cái ý gì đó. Rồi phụ nữ nhanh mất phước do ngạo mạn. Phụ nữ nhanh mất phước do ngạo mạn. Người phụ nữ thì cấu trúc điện từ là điện từ âm nhiều hơn dương,
phụ nữ á, nhanh mất phước hơn là do cấu trúc điện từ âm nhiều hơn dương, nhưng mà sau khi nâng được điện từ lên rồi thì người phụ nữ làm được nhiều điều á, cái tự nhiên qua thời gian dương lên á, cái nó dương quá nó á âm nhanh, nên cuối cùng cái kết quả là người phụ nữ nhanh mất phước lắm, nên là người phụ nữ ngạo mạn rồi thì thua cực kỳ nhanh. Đẹp, xinh đẹp, giỏi giang, cái gì cũng có, nhưng mà tự nhiên sụp đổ trong một tích tắc. Nên người phụ nữ phải khéo tránh cái đó. Rồi các anh chị ghi giúp Toàn: khiêm tốn á, khiêm tốn xóa ngạo mạn, khiêm tốn xóa ngạo mạn. Ở đây có hàng Trần có nói em thỉnh thoảng mới nói đùa, không có em thì anh thế này thế kia, từ nay bỏ luôn hả? Không, mình không bỏ, mình nói theo cách khác. Giống như hai vợ chồng Toàn thường hay như thế này, tại vì bà xã Toàn hỏi cưới Toàn mà. Thì hôm trước Toàn chắc trong đây thì Toàn cũng có chia sẻ rồi đúng không? Trong cái vợ chồng son tập 227 á, Toàn có chia sẻ câu chuyện đó. Thì Toàn mới nhiều khi Toàn nói á, biết ơn em bởi vì ngày xưa đã nhờ anh cưới em. Thì bà xã Toàn á có nói là nếu không có em á thì sẽ có người khác đến với anh, coi chừng tốt hơn em gấp vạn lần. Nhưng mà lâu lâu thì bà xã Toàn nói biết ơn anh vì ngày xưa đã nhận lời cưới em, mà em có cái cuộc sống ngày hôm nay. Thì Toàn tự có nhận thức đó là nếu không có Toàn thì phước báo của bà xã Toàn á cũng thừa hưởng được cái đó thôi. Nếu không có Toàn thì sao ạ? Thì bà xã Toàn coi chừng có người đàn ông tốt hơn Toàn gấp vạn lần. Mà đúng thật sự, phước đức của các anh chị có, tổng nghiệp của các anh chị quy định. Chút xíu chúng ta hiểu tổng nghiệp sao. Thì các anh chị à, các anh chị biết ơn Toàn vì ngày hôm nay các anh chị nhận được điều gì đó, thì trong nội tâm là Toàn phải đón nhận. Để làm chi? Để cho các anh chị thể hiện được cái sự biết ơn. Nhưng mà Toàn phải tự nhận thức được như thế này: mưa thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì tự thấm hút. Do cái phước đức công đức của các anh chị mà ngày hôm nay các anh chị khai mở, hoặc là các anh chị ngộ ra điều đó. Nếu không có Toàn á thì sẽ có người khác, không có quyết, sẽ có tổ chức khác có thể giúp đỡ các anh chị tốt hơn gấp vạn lần. Nói vậy chưa đồng ngôn có xin ngạo mạn cho đối phương không hả? Mình cũng nói khéo thì làm gì xin ngạo mạn. Mình nói một câu à, người ta nói thì mình nói thôi. Mình nói do phước đức công đức của em có được, hoặc là tổng nghiệp của em có. Nếu không có anh sẽ có người khác đến với em tốt hơn em gấp vạn lần. Cái nhân của mình nhận thức nó thật sự như vậy thì quả bên ngoài thì những người xung quanh cũng có nhận thức cái đó. Những câu nói cả hai đều biết đùa vui thì sao hả thầy hả? Tự tại hình thành thành thói quen, cái này phải nhận thức bậc sâu sâu mới được, để tránh cái tình trạng ngạo mạn á, có tôi thì mới được á. Thì nên sẽ nuôi dưỡng cái mối quan hệ tốt hơn. Và Toàn cũng thường nói với các thầy cô bên cạnh Toàn mà: biết ơn mấy em đồng hành cùng anh. Tại vì nếu không có mấy em thì làm sao có thể gánh vác được những cái công việc làm này cho xã hội. Thì vừa tức khắc các bạn biết liền, nếu mà không có em thì sẽ có người khác đến.
Tại vì người khác đến coi chừng gánh vác công việc còn tốt hơn em gấp vạn lần. Thì nên trong đội ngũ mình biết được vai trò của nhau. Dù có làm được điều gì trong quýt thì cũng không có ai sanh ra tâm ngạo mạn rằng mình làm được điều gì. Tại vì rất là hiểu, nếu không có mình thì sao ạ? Sẽ có người khác gánh vác cái đó. Coi chừng người ta còn làm tốt hơn mình gấp vạn lần. Bởi vì mình đang đứng ở vị trí đó nên ta nhường cho mình cái sự gánh vác. Mình thử, mình đi thử đi. Thì tự khắc có người khác đến tốt hơn mình gấp vạn lần. Nên trong hôn nhân cũng vậy. Nếu mình hiểu được đạo lý đó thật sự, thì tự khắc á, mình hiểu được vai trò của đối phương. Còn nếu không thôi thua. Và trong vận hành tổ chức quyết cũng vậy. Các thầy cô đều có tâm niệm này. Và ngay cả chính bản thân Toàn là người sáng lập lên quyết, thì Toàn cũng hiểu. Nếu không có Toàn, người khác đứng lên gánh vác á, người ta sẽ làm tốt hơn Toàn gấp vạn lần. Hiểu ý này không ạ? Các anh chị nắm được ý này không? Rồi trong quá trình các anh chị giới thiệu cũng vậy, giới thiệu cho người khác học tập một quyết. Các anh chị có tin là một các anh chị không giới thiệu cho người đó thì một ngày nào đó cũng có người khác cho họ cái cơ hội biết đến cái thấu hiểu nội tâm kiến tạng, vui không? Có ai biết điều đó không? Vậy thì trong nhân duyên mình tạo điều kiện cho họ tìm hiểu, chứ không phải là mình giúp đỡ họ cái gì cao xa để cho họ thay đổi cuộc đời. Nếu mà hiểu được điều này, sự ngạo mạn nó sẽ tự mất đi. Đó là một phần của sự khiêm tốn, nó được gọi là thành tựu do người. Thì nếu mà trong quá trình hợp tác với nhau, chúng ta đều hiểu được vai trò của nhau, mà trong hôn nhân gia đình đó, thì các anh chị biết là chúng ta hợp tác lâu bền không ạ? Nếu hôn nhân gia đình thì các anh chị hợp tác lâu bền không? Hợp tác lâu bền các anh chị. Nên đã phát hiện lọt táp lâu bền rồi thì mình phải hiểu vai trò của nhau, trân trọng cái vai trò của nhau. Thì có câu nói Toàn thường hay dùng và Toàn cũng làm nguyên tắc cho chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Đó là mưa thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì tự thấm hút. Họ thay đổi, họ chuyển hóa do công đức phước đức của họ. Nếu không có chúng ta thì sẽ có người khác giúp cho họ, hỗ trợ cho họ tốt hơn gấp vạn lần. Thì Toàn thường hay dùng những cái tâm niệm đó nói với các anh chị mentor, master. Đây là một phần nhỏ, một phần nhỏ bảo vệ phước báo của chúng ta. Được không các anh chị? Nắm được tới đây. Dám có những nhận thức này không các anh chị? Các anh chị dám có những nhận thức này không? Dám thì Toàn biết ơn các anh chị. Tại sao? Tại vì các anh chị bảo vệ được phước báo của chính mình. Tại vì Toàn thấy những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi đó, chứ nó khủng khiếp lắm. Nên một số anh chị á, không hiểu. Nên khi đến gặp một người nào đó, thấy người ta có làm điều gì, có thành tựu trong cuộc sống á, các anh chị quá khen ngợi họ, ca tụng họ, vô tình hại chết họ bởi vì họ ngạo mạn. Nên để tránh cái sự ngạo mạn của con người á,
Thì ví dụ như các anh chị đến với quýt, các anh chị muốn bảo vệ quýt, bảo vệ môi trường này á, thì các anh chị nếu có biết ơn á, thì biết ơn vì sự gánh vác, sự cống hiến của các thầy cô, của Toàn đối với chương trình nội tâm, để nhận thức nội tâm của xã hội trong giai đoạn này. Nếu không có Toàn, không có quýt giai đoạn này, tổ chức khác sẽ gánh vác nâng tầm nhận thức nội tâm cho xã hội trong giai đoạn này. Tại vì quy định của xã hội trong tổng nghiệp chung, có khối tổng nghiệp của xã hội nói chung cộng nghiệp, thì giai đoạn này là một giai đoạn mà người Việt chúng ta nhận được giá trị của gì ạ? À? Của cái việc nâng nhận thức nội tâm và hướng đến giàu toàn diện. Nếu không có WIT, không có Toàn, không có các thầy cô, sẽ có tổ chức khác gánh vác cái vai trò này. Rồi, cái thứ nhất đó là gánh vác. Cái thứ hai thì tất cả những tri thức á, thông thường các thầy cô cũng như Toàn đều học tập từ các thiện đại tri thức, các cao nhân, các chuyên gia. Thì chẳng qua là mình làm gì ạ? Truyền tải lại thông điệp, có công tổng hợp, truyền tải và sắp xếp cho tính logic về quá trình chuyển hóa thôi. Nên á, các anh chị khen ngợi khích lệ á, cái các thầy cô cậu sao họ hay quá, họ hay quá. Cái qua thời gian á, vô hình chung họ hình thành trong một cái tâm thức của họ là họ hay thật sự thì ngạo mạn. Còn nếu các anh chị biết ơn vì truyền dẫn những tri thức, ví dụ như các anh chị có biết ơn thì biết ơn Toàn là các anh chị đang giúp đỡ Toàn rất lớn, biết ơn vì truyền dẫn lại các tri thức của các cao nhân, các thiện đại tri thức của các thầy cô để các anh chị được nhận cái đó, thì như vậy nó bảo vệ Toàn. Hiểu ý này không ạ? Còn dĩ nhiên thì Toàn sẽ tự xử lý nội tâm của mình khi các anh chị có những cái lời trân trọng biết ơn Toàn. Nhưng mà mình khéo như vậy đó, qua thời gian mình sẽ bảo vệ rất nhiều con người. Ngay cả ví dụ một nhân viên trong công ty, nhân viên đó đó bán hàng rất giỏi, giỏi nhất công ty, nhưng các anh chị khen người đó giỏi quá, giỏi quá, tự hào vì nhân viên giỏi số 1 của năm này năm kia, thì từ từ á, cái danh của họ nó lớn quá, ngạo mạn. Nhưng các anh chị về khen khích lệ họ bằng cách là gì? Khen ngợi họ bằng cách là gì? Biết ơn họ vì họ đã gánh vác 1/3 hay 1/5 doanh số của công ty trong năm vừa qua. Thì nó khác à? Hiểu ý này không? Nó khác nhau ngàn. Nên là chúng ta khéo chút xíu, cái sự ngạo mạn của con người sẽ giảm đi. Tại vì thành tựu của chúng ta, con người chúng ta còn lớn lắm các anh chị. Nó không có nhỏ nho như hiện tại đâu. Trong vòng 10 năm tới 20 năm nữa, nếu mà chúng ta quản trị lại được cái này, có nghĩa là luôn giữ được nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn và có được cái sự khiêm tốn trong con người, bảo vệ được cái tránh cái tình trạng quán trách và ngạo mạn á, thì thành tựu của người Việt chúng ta trên toàn cầu nó còn khủng khiếp nữa. Nên là mới làm sơ sơ trong cái cuộc sống, mới có cái làm một ít đây, là những người xung quanh hoặc cá nhân mình cho một cái quyền mình làm được nhiều điều rồi, thì nên là những gì Việt Nam làm cũng không thoát khỏi thế giới nổi. Từ từ á, sự ngạo mạn nó dần dần nó sẽ mất đi, nó sẽ tệ đi. Minh chứng trên thế giới rất nhiều quốc gia đang trên đà của sự phát triển thì tâm ngạo mạn sinh ra. Họ tự hào họ là người như vậy. Tôi là người đó. Nên cuối cùng cái kết quả sao à? Từ từ xã hội cũng đi xuống hết à. Minh chứng của những quốc gia tiên tiến là bây giờ cái nhân tâm của xã hội, trong xã hội từ từ nó cũng tệ. Được không? Nắm không? Các anh chị nắm không ạ? Trong vòng 10 năm đến 20 năm chúng ta biết được cái này thì đất nước chuyển hóa lớn. Tại vì có nhiều người hơi hơi cái là quán trách làm được một chút thì ngạo mạn, nên cuối cùng không làm được gì nhiều cho xã hội hết. Thì ngạo mạn quán trách nên đâu có còn đầu óc đủ phước báo để nhìn ra con đường sáng mà làm, nên gãy hết.
hơi hơi mới sờ sờ, mới giới trẻ mới lên con chút xíu, kiếm được chút xíu tài chính, tích lũy được đâu vài chục triệu đô la, diện cái là cảm giác là như là khủng khiếp cuộc đời này. Nên cuối cùng cái kết quả không đi đến đâu, từ từ gãy hết. Uổng, rất uổng khi chúng ta không biết bảo vệ phước báo của mình và bảo vệ công đức của mình. Em chưa hiểu khác nhau như thế nào giữa khen giỏi, thì con người được khen giỏi ghét thì họ nói họ giỏi thì ngạo mạn. Còn nói về họ sự gánh vác của họ thì họ đâu gánh vác cái việc đó là phải làm. Bạn là nhân viên của công ty, bạn được trả lương, thì việc bạn gánh vác một phần nào đó doanh số của công ty thì tôi thưởng tiền, thưởng bạc, thưởng những cái phù hợp với công sức của bạn gánh vác. Thì có gì đâu giỏi, nếu bạn không gánh vác có người khác gánh vác. Thì tự khắc mà biết vai trò của mình. Con cái cũng vậy, khen học giỏi đen chi, khen cho con có sức học tập tốt, nó hiểu lầm học giỏi, sau này học thiệt giỏi mà ra cuộc đời rất là tệ, đời sống cũng không hạnh phúc được. Cuối cùng học giỏi để làm gì trong nhân loại này? Mình nói con có sức học tập tốt, con có sức học tập tốt thì nó sẽ đỡ hơn. Được ha. Được ha. Tới đây ha. Rồi. Sân si. Sân si thì nói chung là sự giận dữ. Giận dữ mê muội thì mất phước như nhau. Sân si thì nó giận á, thường ta dùng tới từ sân á, sân giận á, thì mất phước như nhau. Rồi tà dâm. Tà dâm thì hiện tại người phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn đối với nam giới ở khu vực, ở khu vực văn hóa nào mà liên quan tới phương Đông. Còn ở phương Tây thì hiện đại thì theo quan sát cá nhân của Toàn thì nam nữ không ảnh hưởng, ảnh hưởng như nhau. Nó thuộc về định kiến của xã hội là người phụ nữ phải sao sao sao. Thì tà dâm thì nó lệ thuộc vào môi trường sống của mỗi người. Một số vùng miền thì người đàn ông mà đi ra ngoài ăn nằm với người phụ nữ á, thì người ta thấy cũng bình thường. Ta nói ôi đàn ông mà nó chăn hoa chút xíu có sao đâu. Nhưng mà có một số vùng đó là người ta cực kỳ hà khắc với phụ nữ. Chỉ cần người phụ nữ lén phén cái gì đó hơi hơi thì coi như là người đó bị nguyền rủa, nhiều con người nguyền rủa thì nó mất phước thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà con số dân tộc, con số nơi thông qua những bài báo thôi toàn đọc thì có những nơi người ta phụ nữ thì tới mùa nào đó, mùa lễ Tết lễ này đó này kia thì họ được quyền ăn nằm với bất kỳ ai mà họ thích dù họ đã có gia đình. Có nhiều cái phong tục tập quán trên toàn thế giới nó đặc biệt lắm. Thì nhiều người người ta ủng hộ cái đó, người ta vui vẻ gì cái đó thì cũng không mất phước. Đó, thì mình hiểu được cái đó ha. Rồi, chấp kiếm, bôi đen công đức. Chấp kiếm, bôi đen công đức. Chấp kiến bôi đen công đức. Kiến là cố chấp rồi, nếu theo trực âm chấp kiến là chấp vào điều đó nữa thì công đức bị bôi đen.
Vậy thì ánh sáng của việc sân si á, giận dữ thì an vui á, an vui với bao dung á, nó xóa đi cái giận dữ, xóa đi sự sân si. Còn về mặt tà dâm á, thì hiện nay chưa có cụ thể một cái gì đó về mặt tà dâm. Nhưng mà về đạo lý á, nếu con người thấu suốt được đạo lý thì họ sẽ giảm cái đó. Con người thấu suốt cái đạo lý á, thì nó sẽ về mặt tà dâm được, nó được ổn định hơn. Còn cái việc luật pháp không có ảnh, không có cái chịu nổi như cái này, dù đặt luật gì ra thì việc tà dâm nó vẫn diễn ra. Cái này thì chỉ có đạo lý thôi, có nghĩa là người thấu suốt được cái đạo lý thì nó hạn chế cái tà dâm. Rồi về nhân quả, tà dâm là một trong những cái nhân quả người ta dễ thực thi chơi. Đó là người ta muốn hại ai á, thì người ta dựa vào cái tà dâm người ta hại để cho người đó danh tiếng mất đi. Hoặc là thường dính vào cái điều đó thì danh tiếng của con người bị mất đi, làm cho người nhiều người quán trách. Nên xã hội hiện nay á, nó mắc một cái nhận thức cực kỳ đặc biệt, mà nếu xóa được thì mới bảo vệ được những con người đó. Đó là ai đó mà cuộc tệ trong cuộc sống á, thì chỉ cần chuyển hóa theo chiều hướng tốt hơn là người ta bắt đầu người ta thích lắm. Người ta thích lắm. Còn nhưng mà một người nào đó 10 năm, 20 năm sống tốt và làm rất nhiều điều tốt đẹp, họ chỉ cần phạm một sai lầm thì con người ta không bao dung được cho họ. Còn người phá làm phá sớm, làm gì tổn hại, cái tốt hơn chút xíu, trời ơi, ai cũng ủng hộ. Bởi vì ban đầu làm cho người ta đau khổ, nhưng trong tích tắc làm cho người ta vui vẻ. Còn mình đang làm cho người ta vui vẻ, nhưng mà đột ngột làm cho người ta đau khổ, người ta chịu không nổi, nên cuối cùng mất phước. Nên khi con người á, làm giàu tâm thái, có sự an vui bao dung được cho con người và trân trọng biết ơn á, thì mới bảo vệ được cho những con người tốt. Họ lỡ một lần nào đó đi vào đường tối thì họ vẫn đi tiếp được. Còn nếu không thôi thì hiện tại những người họ tốt mấy chục năm, họ lỡ bước vào con đường tối, giây phút nhân quả thực thi á, họ có không biết nào họ không đủ sáng để đi con đường đói, thì những người xung quanh không bảo vệ được họ, là bởi vì tất cả đều quán trách họ hết rồi, đau khổ vì hành vi của họ, nên cuối cùng họ tối đi và họ không có đi con đường tốt được nữa. Nên nó lại thuộc vào chúng ta kiến tạo một cái môi trường mà bảo vệ con người. Ở đây có số người hỏi là mất, đánh con, chửi con thì có mất phước không ạ? À? Có thể mất phước trong giai đoạn đó con quán trách mình. Nhưng mà sau này nếu mình đánh con, chửi con mà trên giáo dục trẻ, thì sau này trẻ biết ơn thì lại tích phước. Ở đây con câu hỏi là làm sao để phân biệt được chấp kiến với tin tưởng hả? Nó đơn giản mà. Tin tưởng thì là tin tưởng, còn chấp kiến là cố chấp. Có nghĩa là ai nói gì mình cũng không nghe. Mình khư khư là những gì mình làm đúng nhất có thể, những cái gì mình hiểu biết là số 1. Bất kỳ cái gì mà hiểu biết khác đến với mình á, mình đều từ chối tiếp nhận hết. Còn sự tin tưởng của con người thì nó khác. Cái trạng thái yêu xong chia tay có tổn phước không thầy ạ? À? Sao biết được tình huống sao? Nếu làm cho người ta đau khổ thì mình cũng mất phước.
nhưng mà không sao, đi yêu lại người khác thì vui vẻ lại, có phước lại. Tại Tâm muốn hỏi cái gì ạ? À, thầy, à, rất trân trọng biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Em đang thắc mắc cái chỗ phước đức với cả công đức ấy. Theo cái định nghĩa mà thầy chia sẻ thì phước đức tức là khi mà mình đáp ứng về tài sắc danh thực thùy cho người khác, thỏa mãn cho họ cái điều đó thì mình sẽ tích phước đức. Còn công đức thì là khi mình giúp người khác nâng cao cái trí tuệ lên tầng trí tuệ, nâng bậc nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ tầng bậc ba. Dạ vâng ạ. Thế thì em rất là thắc mắc là nếu mà theo cái định nghĩa này thì em đang hiểu là cái việc mà mình tạo ra phước đức và công đức ấy là mình phụ thuộc vào cái năng lượng, tức là cái trạng thái mà mình tạo ra cho người khác. Thế ví dụ như bản thân mình mà khi trong cùng một cái việc, ví dụ như là trong cái việc vừa rồi là cái việc mọi người đang đang nói đến tà dâm đấy, thì ví dụ như là thầy phân tích là ở phương Đông nếu mà mình do cái phong tục tập quán ấy thì một người tà dâm thì bị người khác chửi nhiều hơn thì người ta dễ bị mất phước đức. Còn ở phương Tây thì họ chấp nhận cái điều đó một cách bình thường thì người ta không không bị mất phước đức nhiều. Nhưng mà theo em hiểu thì khi mà một người tà dâm ấy thì họ tức là trong cái lúc mà họ thỏa mãn về cái cảm giác của họ ấy thì họ cũng là thụ hưởng cái phước đức của họ rồi, và họ cũng bị kiểu như là đầu óc họ cũng bị mê muội đi ấy, thì đấy cũng là bị mất phước. Hoặc là trong một cái trường hợp là ví dụ như là em vì một mục đích xấu nào đó mà em muốn nhờ một người giúp em, ví dụ em muốn nhờ thầy giúp em một việc để làm một cái mục đích xấu, nhưng mà em lại đáp ứng cái tham tưởng về sắc, tức là để tham tưởng về sắc cho thầy, thì về mặt lý thuyết thì là thầy được thỏa mãn cái tham tưởng về sắc đấy thì em phải được em tạo ra phước đức. Thế nhưng lấy mà... ví dụ, không có lấy ví dụ ai đó, lấy ví dụ em mấy này chi cho kỳ gì. À, dạ vâng em xin lỗi. Tự nhiên cái lấy ví dụ tham tưởng, cái tự nhiên lấy ví dụ em chi. Dạ vâng chỉ là ví dụ thôi ạ. Không, biết là có thể tách ra được nhưng mà nói ví dụ khác đi, người dạ, người vâng. khác đi. Dạ vâng, thì em lấy một ví dụ là em vì mục đích xấu mà em mục đích xấu của bản thân mình thôi, mà bây giờ em lấy ví dụ ai đó đi. Em muốn nhờ một đồng nghiệp của em chẳng hạn. Không, ai đó đó, một ai đó. Một ai đó ạ? À? Vì một mục đích xấu. Vâng. Vì mục đích xấu, bây giờ ví dụ như là em nhờ đồng nghiệp của em có chức vụ cao. Em vì là họ có chức vụ cao nên em muốn kiểu như là mang tiền cho họ để nhờ họ giúp em một cái việc gì đó. Thì khi mà em mang tiền cho họ thì đấy là em đang thỏa mãn cái tham tưởng về tài cho họ. Thì khi mà họ được thỏa mãn cái tham tưởng về tài đấy, nếu mà theo cái phần phước đức này, về định nghĩa phước đức thì là em đang làm tạo ra phước đức. Đấy là họ thỏa mãn tham tưởng về tài. Thế nhưng mà mục đích em làm lại là mục đích xấu, thì về lâu về dài thì nó lại ảnh hưởng đến công đức. Vậy thì cái công đức lúc đấy, cái công đức của em đâu có nói ảnh hưởng đến công đức. À, thì, tại vì em đang hỏi cái phần đấy thì liệu như vậy thì cái công đức của em có bị tối đi không ạ? Tại vì cái mục đích mà em làm là xấu ấy ạ? Mình phải hiểu gì nè. Vâng. Một người thật sự họ có công đức á thì theo chị thì trí tuệ họ có khai mở không? Trí tuệ chắc chắn là khai mở ạ. Tại vì thì họ không làm cái đó. À. Thì đừng có lăn tăn cái chuyện đó. Còn nếu đã bôi đen công đức rồi thì họ mới làm. Thì đã làm rồi thì thôi, tích tạo công đức khác mới, đừng có ngồi đó lăn tăn. Còn khi mà công đức mình có thì tự nhiên mình sẽ tự khắc đầu óc mình sáng, mình sẽ không làm những cái gì cần nó ảnh hưởng đây. Chứ mình đâu có ngồi đó lăn tăn, mình đã làm rồi thì mình đừng nghĩ mình bị bôi đen công đức, bởi vì không có công đức để bôi đen nữa. Mà là em
đang bị tưởng tượng ra để hỏi thầy trong tình huống đấy. Hiểu ý này không? Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. À. Em cảm ơn thầy ạ. Còn á, mình phải hiểu gì nè, có những việc làm á, giai đoạn này tích phước, nhưng sau đoạn này, sau này nó tích ác. Ví dụ ha, có một số người thì họ bắt đầu họ chăm sóc yêu thương con rất là mực yêu thương, và mọi cái gì cũng lo lắng cho con hết. Đề cử nhưng có một cái bạn nhỏ đó, từ nhỏ học rất là giỏi, nên ba mẹ thương yêu quá thương yêu, nên là cứ hàng ngày cho học, rồi đi đến đâu cũng chở đi, ăn uống hàng ngày, đồ này kia giúp đỡ hết toàn bộ. Bạn học, bạn tới tốt nghiệp đại học, mà vô đại học á, tốt nghiệp phổ thông mà tới vô đại học là được tuyển thẳng một cái trường giỏi nhất thế đất nước, tuyển thẳng vô thủ khoa của trường đó luôn, ai cũng khen giỏi hết. Cái bắt đầu bạn phải đi xa nhà vô học trong đại học thì không biết nấu gói mì ăn nữa, và hàng ngày trong cuộc sống á là hành vi hàng ngày từ giặt đồ, rửa chén, đồ này kia, làm để ăn sinh hoạt hay là ngày đối nhân xử thế cũng không biết cách, quá khó khăn. Mà nhiều bạn bè đã trong hội sinh viên giúp đỡ nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng không được. Tại vì do sao ạ? Do cái sự chăm sóc và ba mẹ thương con quá nên cũng tạo mọi điều kiện nữa. Cái cuối cùng thì xin nghỉ một năm về nhà. Xin nghỉ một năm về nhà là sao ạ? Để học tập lại cái cách sinh hoạt, sau đó quay trở ngược lại làm. Thì hết cái hè đó, hết cái hè đó một năm sau thì nhận giấy báo triệu tập của trường, thì chiều đó là bạn đó nhảy từ lầu 5 xuống đất và kết thúc sinh mạng. Đó là một câu chuyện em đọc được từ bài báo mà nói về một trường hợp ở Trung Quốc á. Vậy thì có thể mình tích phước, mình cha mẹ đó có thể giúp đỡ con á một giai đoạn nào đó thì con vui vẻ thoải mái, nhưng mà hành vi của mình làm vậy đó, từ từ nó sinh ra con cái được bao bọc. Nên có rất là nhiều người con rất là quán trách ba mẹ, bởi vì ngày xưa sao bao bọc con quá mà để chi con ra đời không biết gì hết bị người ta chửi. Thì có thể hành vi đó nó sinh ra tích được cái phước đức tạm thời, nhưng có thể gây ra ác đức lâu dài. Nên là tất cả mọi cái tạo dựng, người ta nói là gì, cho tiền là hạ sách, cho năng lực là trung sách, nhưng cho quan niệm là thượng sách. Nên là khi chúng ta dùng những tri thức, những quan niệm để giúp dẫn dắt cuộc đời một con người thì cái đó là đơn giản nhất để tích phước lâu dài. Còn ví dụ cho người ta năng lực, ví dụ mình giúp cho người ta có được cái nghề, cái nghề đó qua thời gian sao ạ? Người ta làm tốt quá, người ta trân trọng biết ơn nó, tới khi người ta làm tệ, người ta quán trách mình. Cho tiền xài thì nhìn hình tướng như vậy, hết tiền cái người ta thấy quen rồi. Nên hiện nay người nghèo được nhận tiền á, viết thành quen, cái lệ thuộc, cái ai đi từ thiện cái nhận, ban đầu tích phước, nhưng sau này tích ác đức, bởi vì người ta không thoát được cái cuộc sống nghèo khổ. Được không? Thầy cho em hỏi thêm một câu nữa không ạ? Thì hiểu được ý ha. Rồi, ý tiếp theo nè, có nhiều lúc cha mẹ lại đánh con, ở quê mà. Hồi nhỏ các anh chị ở đây ai tuổi cỡ toàn trở lên, từ năm 84 trở lên, rồi ai bảy mấy, có phải là dễ bị cha mẹ đánh không, thương con cho gôi gôi gọt không? Thì nhưng mà cái mặt bằng chung của xã hội lúc đó, việc đánh đó nó bình thường. Nên khi chúng ta lớn lên, chúng ta lại biết ơn, bởi vì ngày xưa ba mẹ đã đánh vì thương mình mà đánh. Ngày xưa mình không hiểu, mình quán trách, giống như toàn từ nhỏ bị đánh toàn quán trách. Nhưng tới thì lớn chút xíu, cái tánh nó toàn như vậy vào thời điểm đó, nếu không bị đánh thì còn làm gì nữa. Cái đầu óc nó lơ đãng và nhiều cái chuyện xảy ra, cũng nhờ nhớ lại mà may mắn là bởi vì mấy anh chị em trong gia đình đã rất thương yêu rồi đó. Chứ nếu để điều đó ra ngoài xã hội thì còn gì sống nữa. Ví dụ như ở nhà anh chị nghĩ là toàn mới biết viết chữ, thì cái bà chị của toàn bà bán nước á, phê đá, rồi đá chanh, rồi trà đường, trà chanh, có cam vàng, trái giải, đậu nành rồi đó. À, cái bà bán như cái đó, cái trong đó toàn thấy mấy chai đó, toàn viết lấy cái phấn ra, toàn viết trước cửa nhà ngay chỗ đó đó, toàn để chữ bia ôm. Toàn đâu có biết bia ôm là cái gì,
Lúc đó nghe cái từ bi ôm, nghe ông đó đồng 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 cái từ bi ôm, cái về viết chữ bi ôm lên đó. Các anh chị nghĩ bà đánh không? Bà tán cho mặt tay liền, mà không có giải thích. Tức nhất cuộc đời này là mọi cái đánh của gia đình không giải thích tại sao, nên cuối cùng toàn cũng uất ức. Nhiều khi lén lén chỗ này chỗ kia chửi rủa mấy những người anh chị đánh mình, gia đình đánh mình. Má cũng vậy, lâu lâu cái mình đi chơi đá banh này làm này kia, cái chơi game hay gì, đánh bên visa hay gì đó, lén lén đi về bị đánh sưng chân hết, nhưng mà đâu có giải thích. Còn đi chơi thể thao cũng bị đánh, không giải thích. Tại vì sao? Buổi chiều là gia đình toàn là phải, toàn phải làm. Có nghĩa là đi học về thì 10 giờ ăn uống vừa xong á, thì phải bắt đầu đập tôm và phải lao động. Vậy thì nếu lao đi chơi thể thao mà chân cẳng bị gãy, bị này bị kia, thì đâu có làm gì được cho gia đình nữa, nên là bị cấm chơi thể thao. Mà từ nhỏ cấm chơi thể thao, má đâu vô giải thích tại sao cấm chơi thể thao. Má đâu có giải thích. Nhưng mà bà biết được nếu chơi thể thao có chuyện gì xảy ra, mà dưới đâu phải chơi thể thao ngon. Cái sân á, thì nó thấy ghê, đá bóng á, chơi á, thì lỗ hang, chạy lên chạy xuống thì gãy tay gãy chân là chuyện bình thường. Hồi xưa nó đâu có được điều kiện thể thao mà có an toàn gì đâu, đôi giày á, không có khái niệm. Nên cuối cùng sao? La nhưng hồi nhỏ lại quan trách. Nhưng lớn lên thì hiểu được cái tình yêu thương của gia đình rồi, tự nhiên hết. Thì hồi nhỏ là tích ác, mình quán trách. Nhưng mà sau đó thì mình lại thay đổi trạng thái của mình đi, thì cuối cùng gia đình lại tích phước. Hiểu ý không? Nên mình hiểu được cái đó là mình biết được. Thầy trả lời luôn câu em định hỏi rồi ạ. Vâng, trân trọng biết ơn thầy ạ. Biết ơn cả nhà là chứa đứng em ạ. Dạ. Dạ. Nên mỗi hành vi của con người á, nhìn hình tướng thì có thể giai đoạn đó nó không có hà khắc với con cái, hay là gì. Có một số người mẹ la con là phải lau nhà quét nhà kỹ càng, nấu ăn đồ sao, nhìn hình tướng tưởng đâu vậy, nhưng mà cuối cùng cái kết quả là làm cho người phụ nữ đó bước ra đường sau này, cái tự nhiên á, nó có một cái tố chất của một cái người đảm đang hay gì đó, thì lại lọt vào mắt xanh của những con người doanh nhân thành đạt. Cái cuối cùng sao? Từ nhỏ tưởng đâu hà khắc, ai ngờ đâu cuối cùng lại có cuộc sống tốt trong hôn nhân. Nhiều chuyện xảy ra nên không có ai lường trước được điều gì chứ trong cái hành vi. Nhưng chúng ta kiểm soát được cái tâm thái của mình. Nếu chúng ta giữ được nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì chúng ta quản trị lại được. Nên là mình khó để định nhiều cái, mình khó định cái đó lắm. Thì nên ác đức, phước đức và công đức cũng vậy. Có những người tán cho người khác, đạp cho người đạp một cái đạp mà tích công đức. Tại vì ngay tức khắc á, người đó hỏi một câu hỏi gì đó, cái một số người thiền sư sao ạ? Chửi hay làm gì đó, đối nghịch lại, cái ngay giây phút đó người đó nhận về sự chân thật nơi chính mình. Hành vi là như vậy, nhưng đưa con người về tánh không của nội tâm, thì vô hình dung là người đó lại tích công đức. Nhưng mà em ngồi em nói như thế này, nói nhăn, nói cụi, nói tới, nói lui, trời ơi, thấy một cái hình dáng của một con đại rất là dễ thương này kia, nhưng không ai nhận được hết. Cuối cùng làm thấy bà cũng không có công đức. Ví dụ như vậy. Nên là không phải nói, mình nói cái là nó có được ha. Được không? Em hiểu phần này rồi. Nói chung là nhiều khi là về hình tướng là mình cũng không thể định được công đức hay phúc đức nếu mà chỉ nhìn vào hình tướng. Dạ. Cảm ơn thầy ạ. Em xin phép tắt mic ạ. Dạ lòng ha, hỏi gì ở đây? À, thầy á, thì hồi nãy em thưa thầy và em biết ơn mọi người và biết ơn thầy đã cho em phát biểu. Thì tại vì hồi nãy khi mà thầy giảng về công đức thì em lại nghĩ đến gọi là thuộc công đức ở chùa, thì nếu mà mình quyên góp về công đức thì mình có tích công đức không thầy? Mấy cái đó thì mình không có dám luận hiện tại ở đây. Dạ. Vì nó liên quan tới cái khái niệm nguồn ở chùa. Dạ. Người ta xem cái từ công đức là sao. Dạ.
Thì nếu mà người ta xem cái từ công đức đó theo cái gì đó thì người ta đặt cái ý nghĩa của công đức nó là gì thì người ta nghĩ nó là công đức. Thì nhớ nè, công đức thì mình nếu mà đúng công đức thì mình suy nghĩ tới trí tuệ khai mở, nó không liên quan gì tới đời sống vật chất đơn thuần hết. Nên có trong cái phim đó, trong nói về cái điển tích của ông vua Võ Đế với lục lấy với cái gì đồ Bồ Đề Đạt Ma, là hỏi là tôi xây chùa tôi làm nhiều nhiều cái có công đức không? Ông nói không, tại vì ông đang đồng hóa cái khái niệm công đức với phước đức. Nếu ông hỏi á là cái đó có phước không thì ông đồ Bồ Đề Đạt Ma sẽ nói là gì? Ô, đức vua có phước vô lượng, nhưng mà sao do ông này ông hỏi có công đức không, nên khái niệm công đức của Bồ Đề Đạt Ma là khai mở trí tuệ từ bên trong, nhận được cái sự chân thật an vui trong đây. Vậy thì ông nói vô công vô đức, làm cho ông nói ông đó nói là gì? Ông thầy bị điên, tôi làm như vậy mà tại sao mà nói vô công vô đức được, đuổi đi. Thì đó là khái niệm ha, được không? Dạ, em cảm ơn thầy nhiều. Dạ, À. em biết ơn cả nhà và mọi người. Ở đây hỏi Hiệp Phan Châu có hỏi bán thuốc bảo vệ thực vật diệt sâu gầy côn trùng có bị xem là ác đức không ạ? À? Không biết. Tại vì nếu mà giai đoạn đó mà mình không có bán thuốc bảo vệ thực vật thì mùa màng bị thất bát. Thì cuối cùng á mình gì không muốn tích nghiệp sát nhưng mà mình làm cho con người bị thiếu ăn. Nên là tại sao có những người bán thuốc bảo vệ thực vật qua thời gian cũng giàu có, thấy gì cũng tích phước. Tích phước, nghiệp sát với phước nó khác nhau. Cái đó nó thuộc về một phần kiến thức của vũ trụ quan. Thì nhưng mà chúng ta hiểu, nhưng mà thay đổi thời tình thế ngàn phải canh, dư luận xã hội bắt đầu đổi đi, dư luận xã hội bắt đầu đổi đi, định hướng của toàn bộ xã hội bắt đầu ăn những thực phẩm sạch thuần tự nhiên dần dần, thì bắt đầu mình chen dần vô, mình bán vi sinh, bán cái gì đó hướng dẫn cho người ta hữu cơ, từ từ chuyển dịch dần dần. Nhưng đất nước mình thì toàn chưa có hình dung được bao nhiêu năm làm được cái đó. Nếu mà toàn bộ xã hội ai cũng thay đổi cái nhận thức về việc hữu cơ mà mình làm cái gì đó nó độc hại thì mình bị nguyền rủa, cái đó tính ác đức dữ. Nên một cái bộ tộc ở núi ở Hy Mã Lạp Sơn á là các nguyên một cái bộ tộc nó có một cam kết, đó là bất kỳ vừa nông nghiệp thì không bao giờ dùng cái gì được gọi là thuốc ấy mà phải tự nhiên hết trơn toàn bộ. Nếu ai cấm cái một đổi đuổi khỏi bộ tộc thì cái hành vi của người mà làm như vậy lúc đó tích ác đức. Tại vì nguyên bộ tộc sống trong cái dãy núi đó, thì bây giờ nếu mà thuốc men đồ đưa vô thì đời sau của cái bộ tộc nó sẽ ra sao? Được không? Ở đây có hỏi Như Quỳnh Vân có hỏi là sao người nông dân làm ra đồ ăn lương thực cho mọi người mà vẫn luôn nghèo khó hả thầy? Có nghèo khó sao? Ít tiền thôi chứ có nghèo khó sao? Bộ nông dân nghèo hả? Các anh chị đang suy nghĩ cái khái niệm nghèo với nông dân có nghèo sao? Ít tiền đi chứ đâu có nghèo. Nuôi được con ăn học, tạo mọi điều kiện thu nhập thấp chứ không có nghèo. Mình đang hiểu lầm là nông dân nghèo. Vất vả thì cái chuyện đó vất vả là nghề nghiệp người nào vất vả, tại vì do mình làm việc trí óc mà không làm việc được chân tay. Mình nói với người nông dân làm việc vất vả nhưng mà kêu họ làm việc trí óc quá thì họ lại không muốn làm. Nó không có khái niệm à. Nó không có khái niệm à. Ồ, cái đó mình nhìn cái góc nhìn vậy thôi chứ một góc nhìn vậy thôi chứ nó không tới gì đâu. Mình không có nhìn cái góc nhìn vậy thôi. Không không không, mình nhìn rộng hơn đi. Hiện nay bao nhiêu đất nước mình đang cải tổ nông nghiệp rồi làm nhiều cái tốt lắm.
nuôi con ăn học đồ được hết trơn à, tích lũy tiền của còn tốt hơn. Mình nhìn lại cái đó đi, mình nhìn lại cái hướng đó. Còn hiện nay cái đất nước mình nói chung về nông nghiệp chưa ok, là nó cũng có thời cuộc nhưng cũng không lo đâu, thời gian ngắn nữa nông nghiệp sẽ chuyển hóa lớn mà. Ở đây Giang thì Trịnh có hỏi, thầy cho hỏi đi nấu cháo từ thiện phát tặng cho tất cả các bệnh nhân đang nằm viện thì ghi nhận được gì hả? Có thể tích ác đức hoặc có thể tích phước. Nếu mình nấu cháo từ thiện mình tặng cho các bệnh nhân, nhưng mà trong bệnh viện á, người ta có căng tin, người ta nấu cháo sẵn hết trơn à, mình lại phát xong cái không ai mua cháo của căng tin nữa, thì mình lại tích phước đối với bệnh nhân nhưng tích ác đối với chỗ người ta kinh doanh. Ăn chay ăn mặn thì nó không liên quan tới phước nên mình không nói, nó thuộc về liên quan tới cái khác. Rồi Linh Nguyễn muốn hỏi gì ạ? Em chào thầy ạ. Em rất biết ơn thầy tạo điều kiện để em có thể hỏi câu hỏi của em. Cảm ơn các học viên trong lớp ạ. Câu hỏi lúc này em định hỏi là bây giờ công việc của em là công việc chăm sóc sức khỏe, và khi mà đem giải pháp này đến cho mọi người thì là có nhiều người họ rất là kỳ thị, và họ tức là họ phản ứng, họ không thích, tức là làm cho họ không thích, tức là mình tạo ra ác đức á. Nhưng mà nghe thầy giải thích thì em hiểu rằng là tùy hoàn cảnh và tùy cái ví dụ như sau này, ví dụ mình giúp được họ thì có thể từ cái ác đức nó lại chuyển công đức, đúng thế? Chưa hiểu ý. Dạ, thưa thì công việc của em là công việc chăm sóc sức khỏe, chủ động cho con người. Thế thì khi mà em đưa giải pháp này đến cho mọi người, tức là mình tức là đi tìm khách hàng á thầy, thì là có nhiều người họ rất là dị ứng, họ bảo là lừa đảo rồi đa cấp rồi các thứ, tức là họ rất là thì họ chửi mình thì thôi. Họ chửi thì như vậy là mình đang còn tích tạo ác đức làm cho họ bức bối. Họ chửi mình họ vui vẻ thêm chứ có gì đâu tích tạo. Họ chửi xong rồi họ có bị đau khổ gì nữa không? Họ vui vẻ bình thường mà sau đó coi chừng họ có phước. Nên đâu có gì đâu lo, cái đó nó khác lại, nó không phải khái niệm. Việc mình làm người ta chửi mình, người ta la mình, nhưng mà có cái người ta bực bội, người ta nói miệng người ta thôi, chứ người ta cũng không có gì đau khổ đâu. Còn khi mình tạo lập giá trị cho họ một thời gian, họ cảm thấy khỏe mạnh hơn, họ biết ơn rồi này kia thì tích phước. Lúc đó mình bán hàng lâu bền, bán hàng bền vững. Thì lúc đó tích phước. Mà mình đừng lo gì nè, cuộc đời này đừng lo lắng gì trơn á. Ác đức tương ứng với khối điện từ âm, phước đức tương ứng với khối điện từ dương, đúng chưa? Vậy thì nếu mà mình tích dương nhiều hơn âm thì từ từ nó không lo. Còn nếu có công đức thì nó xóa âm. Được không? Có nghĩa là mình tích dương nhiều hơn âm thì dương nó nhiều thì tự nhiên nó giảm cái ác đức lại. Vậy thì thay vì mình nói mình tích ác đức gì mình quên đi, mình đi tích đạo phước đức. Còn mình tích đạo công đức kèm theo thì nó xóa luôn mấy cái âm đi, tại nó đưa trạng thái về cân bằng hướng dương. Được không? Nên là đừng ngồi đó lăn tăn chi cho mệt về cái chuyện sợ tích ác đức làm chi. Theo cái anh chị nè, toàn làm gì tích ác đức không? Có nhiều người không ưa, toàn các anh chị ngồi học ở đây nhiều khi bị chồng con, bị những người xung quanh chửi rủa trời trơn, toàn bị chửi tối ngày sáng đêm. Ngày nào toàn cũng phải lấy cái khe lỗ tai xe, tại vì nó rất là ngứa. Ở nên là mình thì mình hiểu được mấy cái đó nên cứ làm thôi, chứ hơi đau ngồi đó lăn tăn. Em có một cái nữa là trước đây em là giáo viên, thì xong một thời gian khi em tìm hiểu công việc khác thì em thấy công việc này nó phù hợp với em, và em thấy em thích, cho nên là em bỏ ngang việc giáo viên để em làm cái việc này. Thế thì khi mà em bỏ ngang như vậy thì mẹ em rất là giận, và cho tới bây giờ mẹ rất là buồn vì em.
Như vậy là mình đang làm nè buồn. Và thì cái khối ác đức mà mình đang 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 gây cho mẹ buồn đó là mình có thể là khắc phục là như thế nào ạ thầy? Mình phải xem á, cái mong muốn của ba mẹ không phải là muốn mình làm nghề gì, mà muốn mình có cái cuộc sống hạnh phúc, có cuộc sống tốt đẹp. Vậy thì chọn ra nghề mới, mình vẫn cuộc sống tốt hơn và đi xuống đường sáng hơn. Thì tự nhiên sự trưởng thành của con cái là món quà rất lớn của ba mẹ rồi, thì mình tập trung vào điều đó. Còn mình muốn hỗ trợ cho ba mẹ mình báo hiếu nữa, thì ước nguyện của bà là gì thì mình để ý tới một chút xíu để thực thi cái ước nguyện cho bà, hỗ trợ cho bà đạt được ước nguyện cuộc đời. Chứ ngồi đó lăn tăn cái chuyện nghề, sao bà biết được nghề gì, kiểu sao? Thì bà biết cái góc nhìn đó, nhưng trong quá trình mình hết duyên mình mới bỏ đi. Chứ tự nhiên nếu làm trong nghề tốt ai mà bỏ đi, có cái nghề khác tốt hơn mình mới chọn. Nên giai đoạn này có thể là mẹ trách mình, đau buồn vì mình, nhưng mà sự thành tựu cuộc sống của mình á, thì bà sẽ không có còn nói năng nữa. Trong gia đình em cũng xảy ra chuyện đó mà. Em học nghề bác sĩ thú y đúng, đâu có làm ngành gì đâu, mình chọn cái ngành khác đi. Thì ban đầu người ta cũng hoài nghi, người nhà cũng hoài nghi về con đường đi của mình. Nhưng nếu cuộc sống của mình an vui, hạnh phúc hơn, con cái phát triển hơn, thì bây giờ mẹ của Toàn hay anh chị em đâu ngồi chấp và Toàn làm gì nữa, đâu còn quan tâm nữa. Được không? Vâng ạ, em biết anh thầy ạ. Đừng lo lắng mấy chuyện đó, mình đi tới đi. Với thêm cái nữa là sự trưởng thành của mình đó là món quà lớn nhất cho ba mẹ của mình đó. Chị Phượng muốn hỏi gì chị Phượng? Hello thầy. Trân trọng biết ơn thầy giơ tay hoài mà hôm nay thầy mới kêu. Em xin lỗi chị. Thầy ơi, tới đây học được rất nhiều điều thầy, và thầy cho chị giới thiệu một tí, chị ở nước ngoài á, cho nên là nhiều khi là có lúc mà không có vào học trực tiếp nữa thầy, rất là tiếc. Chị ở nước nào học trực tiếp được? Chị ở Thụy Điển. Tại vì chị mất cái giờ nhiều thời gian buổi trưa hả? Giờ này bên chị là học hồi đó là từ 2 giờ đó, từ tới 5 giờ chiều á. Cái giờ là cái giờ nó nằm trong giờ làm, cho nên nhiều khi chị hay cứ tranh thủ. Dạ. Hôm nay mới lên nói được rất biết ơn với lại cộng đồng quyết của mình đã đem lại cho chị rất là nhiều kiến thức, mà chị cảm thấy mình rất là thay đổi, cảm thấy sống cuộc sống nó vui hơn. Thì chị rất là mong là cộng đồng quyết sẽ và chị cũng là người nữa, chị sẽ gặp bạn bè ai là chị cũng phải là chia sẻ tới cái cộng đồng quýt của mình để cho mọi người được an vui hạnh phúc, đó là điều chị rất vui. Trời ơi, chị ơn chị. Rất là mừng gặp thầy, nghe nói chị chỉ học video ở khóa 22 thôi, xong rồi nhờ một bé nó mới đưa chị vô đây học. Trời, mừng gì đâu luôn, học bài đầu tiên á, cái bài mà chiếc thuyền đó thầy, là chị đã nhận ra được nhiều cái là mình cũng phải theo cái luật, cái quy trình nó thuận theo cái chiều thì mình sẽ cái gì cũng sẽ làm tốt. Nên là chị học được chị rất là vui, cảm ơn rất là nhiều cho tới cộng đồng quyết. Thụy Điển là một trong những quốc gia mà đi Bắc Âu á, thì em sẽ dòm ngó tới. Thụy Sĩ hay Thụy Điển chị? Chị cũng cố gắng lan truyền. Thụy Điển hay Thụy Sĩ chị? Thụy Điển, chị ở Thụy Điển. À, Thụy Điển. Cũng gần Thụy Sĩ thôi chứ nó cũng gần gần đó, còn là Bắc Âu. Chị ở Bắc Âu thì em không gặp. Đi Thụy Sĩ cũng em chưa theo dõi sâu, nhưng mà kinh tế của Bắc Âu bắt đầu nó cũng bất ổn không chị, hay là vẫn tốt bình thường? Bất ổn. Bất ổn ha. Thụy Điển đang đi, chị thấy nó đang đi bị xuống dốc. Dạ.
cũng mong rằng thời gian sau nó ổn định, chứ hiện giờ nó cũng đang xuống dốc. Dạ. Rất là biết ơn nha, rồi chào thầy và chào cả nhà. Cả nhà biết ơn chị. Nghe mình nói, không phải biết ơn. Dạ, biết ơn chị. Ở đây có Nhi Đoàn có hỏi suốt luôn nè. Giờ tài lên hỏi đi, hỏi y tế gì hỏi hoài trời, cái đó biết rồi mà hỏi hoài. Đâu, giờ tài lên hỏi này. Nhi Đoàn nè, hỏi y tế cứu người nè. Rồi, mở micro mở mic lên. Rồi sao, hỏi gì? Dạ, cho em hỏi là thứ nhất mà anh có đang làm cái nghề đó hay không? Dạ có. Đang làm nghề, gọi là nghề gì? Đang làm chưa? Chưa làm mà. Làm rồi. Làm rồi chứ không phải chọn chuyên ngành hả? Mới lúc hôm trước nói chọn chuyên ngành không, mà. Em có câu trả lời rồi. Em có câu trả lời rồi. Ờ. Ừ. Chưa chọn chuyên ngành, đang chọn mà. Chưa vô nhà làm mà. Dạ không, nghĩ tới một hướng khác thôi nhưng mà không chọn nó nữa thầy. Đi thôi. Đường cũ. Đừng tưởng ra mất công nhức đầu ha. Dạ em không tưởng. Ừ. Ý là gặp bệnh nhân như vậy thầy, người ta không có muốn sống nữa, người ta không có muốn đặt máy thở hay là cái gì cho người ta hết. Mà giờ nhưng mà theo nguyên tắc là mình phải làm như vậy thì mình không biết đang cứu người hay là mình đang hay là đang có tạo đức không á, tại vì người ta đâu có muốn như vậy đâu. Người nhà họ muốn cái gì? Người nhà họ muốn gì? Người nhà của họ, người nhà họ thì đương nhiên, người nhà họ thì tùy à. Ví dụ như có người thì người ta là kiểu cũng không muốn giữ nữa nhưng mà sao lại thể hiện như vậy thì nó kỳ. Nhưng mà có người thì lại thực sự muốn giữ. Còn bệnh nhân thì lúc đó đâu có hỏi được đâu mà biết. Thì mình làm tốt vai trò của mình thôi. Quan trọng lúc đó mình kiểm soát cái nội tâm của mình đó. Cái tâm thái của mình đó. Kiểm soát tâm thái. Sao vậy? Mình làm tốt cái vai trò của mình thôi. Tại vì cái nghề đó nó quy định phải như vậy. Cái đó phải dùng góc nhìn của khoa học để làm. Góc nhìn của đạo đức nghề nghiệp đồ làm. Mình phải coi cái nghề mình đang làm là làm kiểu sao. Còn mình nói thẳng với người ta. Tại vì người ta chưa biết cái cách sống. Nếu người ta có được một cái thời gian dài ra chút xíu để người ta nhận được sự an vui, nhận được sự chân thật trước khi người ta mất, nó ngon hơn là mất đột ngột không? Đúng chứ. Còn sống còn cơ hội. Còn cơ hội để có được cái đầu óc sáng trước khi mất, ngon không? Thì nếu mình hiểu được mấy này thì mình truyền đạt thêm cho anh ta. Còn nếu mà trường hợp nghề nghiệp của mình thì đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ thì mình tự làm thôi, chứ hơi đâu mình lăn tăn. Cảm ơn thầy, cảm ơn biết nhé. Ở đây có những câu hỏi theo thầy, theo đạo Phật có các cõi địa ngục, phương Tây cực lạc này kia, bánh thiệt kiền vũ trụ quan, không có trả lời mấy này. Không có thẩm quyền, không có vai trò. Còn có vai trò về hỗ trợ cho các anh chị hiểu gì nội tâm, gì nhân sinh. Nên là những cái gì đó có hỏi thì xin lỗi các anh chị. Ở đây có tôi quên ở 10 giờ 17 phút vậy. Chỉnh Đình nói vài câu, hỏi câu đi rồi trả lời rồi nghỉ. Dạ. Em xin trân trọng biết ơn thầy đã gọi cho em để em được chia sẻ. Hôm nay học tới bài về cái ác đức, công đức và phước đức. Rồi bây giờ thì đến em có cách tâm đắc cái chỗ mà về cái oán trách cái thầy. Tức là cho thầy cho em hỏi về cái oán trách này thì như bình thường trong cuộc sống thì em có một ông chồng nhưng suốt ngày ông cứ đưa ra những cái từ oán trách hết người này đến người kia. Sau rồi thì có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Thì bây giờ cái cuộc sống hàng ngày thì là
em bị ảnh hưởng bởi anh ấy. Thành ra cho nên là nó có rất nhiều những cái mà từ cái nội tâm của mình, qua những cái tri thức mà thầy chuyển giao á, thì bây giờ em học thì em cũng có thấy sáng ra nhiều vấn đề. Nhưng mà bây giờ nói về cái người mà được chịu cái như em là phải hình dung gì nè, trong nhân của chị có cái đó, mình mới thấy anh có cái đó thì nên em có học chị được đổi cái đó, chị đổi thành cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn bên trong thì chị sẽ thấy sao à? Anh khác đi dạng đó, hiểu sao? Dạ. Còn bây giờ chị nói với em anh đang có vấn đề á thì không xử lý được đâu, tại nhận thức đó là nhận thức bậc thấp rồi nên không thay đổi được nó. Chị nâng nhận thức lên cội nguồn từ chính mình, còn không có nâng nhận thức lên đó là nhận được sự chân thật tánh không của nội tâm đi, thì những ngày tới học sao? Dạ thì bữa giờ em cũng có học thì em có rút ra được, em thấy được có nhiều cái tri thức. Bây giờ chị có thừa nhận những gì xảy ra trong cuộc sống của chị nó tới bắt nguồn này, bắt nguồn từ chị chưa? Dạ em hiểu được. Mà nó chưa thống nhất bên tâm thức, nhận thức của chị, tại vì chị nói ra nó vẫn còn quán trách do anh ảnh hưởng chị, được chưa? Vậy dạ, thì cái đó, cái việc chị biết cái đó với nhận thức nó chưa thống nhất với nhau, được chưa? Dạ dạ. Chị vẫn đang thấy anh có vấn đề nên chị mới lên nói là anh ảnh hưởng chị. Thì lúc đó chị đã mưu cầu sự thay đổi của người khác là đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Tức là em nhận ra khi em được nghe cái tri thức là thay đổi người khác là đau khổ và thay đổi chính mình mới là hạnh phúc. Nhưng mà chị không nói miệng được cái đó, tại vì nó thuộc về nhận thức thực sự cả. Vâng. Chưa thừa nhận được cội nguồn cuộc sống hiện tại trong hôn nhân bắt nguồn từ chị, nên chị còn nói anh đang có vấn đề. À dạ đúng. Vậy thì dạ, xử lý không được chị ạ. À? Dạ trân trọng biết ơn thầy. À xử lý không được. Từ khi chị có nhận thức đó thì những ngày tới em sẽ dẫn từ từ giúp đỡ cho chị. Nên nó là một lộ trình nâng nhận thức nội tâm. Nên ai mấy ngày trước đã có được cái nhận thức cội nguồn từ mình thật sự rồi, ngày mai các anh chị học trên tổng nghiệp, các anh chị mới học sự hiểu là cội nguồn từ mình thật sự. Thì một lần nữa xác nhận lại nhận thức này với các anh chị, thì các anh chị mới đi con đường nâng nhận thức, sau đó lên cao được. Còn nếu không thôi, không có nâng được nhận thức cội nguồn từ mình thì coi như từ đó không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Dạ em trân trọng biết ơn thầy. Vậy thì trên lý thuyết là chị thấy như vậy, nhưng dạ, mà trong nhận thức của chị nó chưa đổi được nhận thức đó, mà chị vẫn thấy anh đang có vấn đề, được chưa? Dạ tức là em chưa có trân trọng biết ơn nữa, đúng không? Dạ không, mình đừng nói chị trân trọng biết ơn ở đây, tại vì đang thấy không ưa mà trân trọng biết ơn gì. Ở đây chỉ là nhận thức cội nguồn từ chính mình trước thôi, rồi sau đó mới khởi được nguồn năng lượng trân trọng biết ơn sau đó sao. Còn dạ, bây giờ thì chưa nhận thức được mà. Nên là ngày mai học về tổng nghiệp nữa, các anh chị sẽ hiểu lý do tại sao mà mình cội nguồn cuộc sống thật sự bắt nguồn từ chính chúng ta thật sự. Dạ. Ha. Dạ, em biết ơn thầy. Dạ, biết ơn cả nhà. Bữa nay mình hiểu tới đây nha các anh chị. Ngày mai là một ngày đặc biệt, các anh chị sẽ thấu hiểu được nguyên lý vận hành của tiềm thức và các anh chị hiểu cái cách vận hành thật sự trong con người của mình sao. Thì ngày mai là một buổi rất là đặc biệt, tri thức đặc biệt. Nên Toàn cũng xin phép các anh chị là ngày mai á, chúng ta tầm khoảng 7 giờ 30 là chúng ta vào học luôn. Nên là khoảng 7 giờ Toàn tạo điều kiện cho một số anh chị chia sẻ. Nhưng tầm 7 giờ 30 là các anh chị học luôn. Nên các anh chị nào đó đừng đợi tới 8 giờ hay 8 rưỡi giống như bữa nay. Được không? Thì các anh chị cứ vô trước 7 giờ 30 học để biết được nguyên lý vận hành của tiềm thức. Hẹn các anh chị. Rồi 7 giờ 30 Toàn hết cho hết chia sẻ thì nghe nhạc tầm khoảng 15 phút thôi, cao lắm là 7 giờ 45 là chúng ta biết vào trước 45 phút thì nó cũng đã hiểu được rồi, giải thích cặn kẽ cho các anh chị về cái này. Và ngày mai là ngày bắt đầu các anh chị học cũng đó nha. Tại vì ngày mai các anh chị sẽ hiểu về khái niệm về thời gian, quản trị tâm thức về thời gian. Và chúng ta đổi được cái đổi một phần nào đó nhân quả chúng ta muốn chuyển đổi. Mai là một ngày phá chấp rất lớn trong cái nhận thức của con người, đặc biệt luôn á. Nên là hẹn các anh chị vào ngày mai ha. Biết ơn cả nhà, biết ơn những người thân yêu, các anh chị đã giúp đỡ các anh chị có những cái thời gian để hưởng thụ học tập này.
biết ơn nhân mạch đã giới thiệu các anh chị vào đây. Dạ, biết ơn các anh chị. Toàn vừa mở micro cho các anh chị. Chào thầy.